Quỷ bí chi chủ chương 377, Ngài Heo Lát Trong căn phòng tràn ngập mùi hương Amanda thuần lộ cùng thuốc nước mắt linh chi, tay sai của Capin bị lên phụ thể thao túng không ngừng tụng niệm tôn danh, ngu giả. Trong tiếng nói nhỏ đơn điệu mà có nhịp, trong hương vị làm cho lực chú ý người ta khó có thể tập trung, tinh thần thể người nam kia dần dần phát tán, cả người trở nên đần độn nhưng lại vẫn duy trì thanh tĩnh kỳ lạ trình độ nào đó, tựa như đang tiến hành tự mình thôi miên. Người này ở dưới hình thái linh thể được lên trợ giúp Ở dưới ảnh hưởng tụng niệm tôn danh Ngu giả mang đến Từng chút một tiếng nhập trạng thái Mộng du nhân tạo Tinh linh thể đến gần mảng sương mù xám Ở chỗ vô cùng cao kia Đến gần không gian thần bí phía trên sương mù xám Lên bắt lấy cơ hội này Chấm dứt triệu hồi Quay về trong cung điện nguy nga xa xưa Ngồi vào thuộc về vị trí ngu giả Hắn ta thấy bên cạnh có từng vòng hào quang trong vắt đẩy ra, vòng quanh bóng người hư ảo của tay sai ca kia, mà không gian thần bí này chịu ảnh hưởng của nghi thức, xuất hiện chấn động rất nhỏ, có chút lực lượng bị dẫn động, đang chậm rãi chảy xuôi. Lên cầm lấy lá bài thắt hoàng đế, đồng thời để một người giấy thoáng hiện trong bàn tay. Cổ tay hắn rung lên, người giấy nọ bay ra ngoài, hấp thụ lực lượng bị dẫn động ở phía trên sương mù xám, hóa thành một người nam đầu đội mũ lưỡi trai xám đen, mặc áo khoác len dày, giống như đúc tên tay sai của ca pin kia, ngay cả khí tức cùng cảm giác đều không hề khác nhau người giấy này cùng hư ảnh mục tiêu trùng điệp ở cùng nhau, thay thế hạn chế không biết thần bí mà người nọ thừa nhận ở trong linh thể. Cùng lúc đó, lên tay cầm lá bài hắc hoàng đế, lan tràn ra linh tính, va và chạm vào hào quang trong vắt phủ xung quanh hư ảnh tay sai của ca Cái này thuộc về một loại ứng dụng nguyên tố mật khế, nhưng loại nhỏ bé cùng tồn tại vĩ đại hợp với nhau từng chút một, cảm nhận được tri thức tương ứng, thu được thể nghiệm tinh thần kỳ diệu, khác với bình thường là, ở trong này, lên sắm vai là nhân vật tồn tại vĩ đại này mà ở trong loại trạng thái phù hợp chặt chẽ này là có đối ứng lẫn nhau nhân loại có thể thu được tri thức của tồn tại vĩ đại tồn tại vĩ đại tự nhiên cũng có thể thông qua phương thức đặt câu hỏi đọc ra cảnh tượng muốn thấy nếu không phải clan không có nắm giữ năng lực vi phạm lĩnh vực tâm linh hắn ta còn có thể hạ một số ám chỉ nhân vật lợi hại ở trong biệt thự capin có những ai clan thông qua linh tính giao nhau mở miệng hỏi hư ảnh kia không có một chút sức chống cự mang hình ảnh trong trí nhớ truyền tới, để cho lên tựa như đang xem một bộ phim vậy. Người nam đầu đội mũ lưỡi trai này vừa sợ e ngại vừa cung kính đứng ở trong phòng, phía trước là một người nam trung niên mặc áo bành tô màu đen, đội bộ tóc giả màu trắng. Quý ngài này có một khuôn mặt gầy dài nghiêm túc, miệng miếm lại tự nhiên, làm cho người ta có một loại cảm giác dị thường lạnh lùng. Người này mang dây đồng hồ vàng, lấy ra đồng hồ bỏ túi cùng màu, mở ra nhìn thoáng qua, lập tức trầm giọng mở miệng nói nhìn tôi người nam đội mũ lưỡi trai không dám vi phạm ngẩng đầu lên nhìn về phía trước nói vâng ngài heo lát hắn ta còn chưa dứt lời đã thấy một đôi mắt lóe ra hào quang kỳ dị nghe được lời nói như mệnh lệnh giữ bí mật không được mang bất cứ sự việc gì nhìn thấy nghe được ở trong biệt thự này tiết lộ cho người bên ngoài người nam đội mũ lưỡi trai rung rung một chút chỉ cảm thấy bản thân phải dựa theo đối phương ra lệnh mà đi làm. Hắn ta lại cúi đầu nói. Vâng, ngài heo lát. Người nam đội mũ lưỡi trai vắt một cô gái hôn mê, dọc theo thang lầu, đi đến cửa vào khu vực trong lòng đất. Ở nơi đó, có một căn phòng nhỏ ngăn cách ra vào, bên trong ngồi một người nam râu quai nón nhìn không ra tuổi tác cụ thể. Người nam râu quai nón này có một đôi mắt màu lam lạnh lẽo khiếp người, cầm trong tay miếng vải nhung, đang tập trung chà lau một khẩu súng trường phức tạp màu xám trắng ở trên bàn. Súng trường nọ vừa lớn vừa dài, thông qua ống dẫn kết nối với một cái hộp máy móc khá lớn cùng màu. Đây là súng trường hơi nước cao áp. Đây là hàng của quân đội. Ngài Belip. Người nam đội mũ lưỡi trai sớm có chuẩn bị cúi đầu chào. Người nam đội mũ lưỡi trai tiến vào trong lòng đất kiến trúc bố cục chỉnh tề, giống như nhà giam, mang cô gái hôn mê nọ nhốt vào một căn phòng nhỏ trong đó, cùng lưu luyến sờ sờ bộ vị mẫn cảm của đối phương. Hắn ta khóa cửa, trở lại hành lang, nhấc lên cái đèn bảo của mình. Đúng lúc này, hắn ta thấy chỗ sâu trong một đường hành lang khác đang chậm rãi đi tới một bóng người. Bóng người nọ mắt tựa như có thể nhìn thấu bóng tối, không có mang theo trang bị chiếu sáng gì. Người nam đội mũ lưỡi trai mượn dùng ánh sáng đèn bảo, phát hiện đó là một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Người phụ nữ nọ đội một cái mũ mềm màu nâu ở giữa nhô lên, mặc áo trong mỏng màu trắng cùng quần dài có móc treo chân mang một đôi giày da cao đến đầu gối trên mặt nàng ta có mấy vết sẹo cũ khóe miệng thủy chung mang theo ý cười tàn nhẫn người nam đội mũ lưỡi trai vừa kinh vừa sợ cúi đầu ngập ngừng lên tiếng cô cati cô nàng kia không có để ý tới hắn từng bước một tới gần từng bước một lướt qua giống như hắn chỉ là một mảng không khí vậy đợi cho người được gọi là cô cati đi xa người nam đội mũ lưỡi trai mới biểu môi nói. Kỹ nữ. Lên giường khẳng định còn dâm hơn so với kỹ nữ. Hắn ta hất hất cái hán lên, đưa đèn lên cao, rời khỏi khu vực trong lòng đất. Người nam đội mũ lưỡi trai ở đại sảnh tráng lệ, ánh sáng vàng lấp lánh gặp hai người nam. Một người trong đó thân cao chừng một thước sáu, dáng người có chút mập mạp, diện mạo không có đặc điểm gì, nhưng ánh mắt lại luôn làm cho người ta kinh sợ. Một người chừng một thước bảy, bộ dạng có chút lớn tuổi trán có một chút nếp nhăn hắn mũi cao thẳng mắt nâu có thần xem qua không có lực uy hiếp gì ngài capin người nam đội mũ lưỡi trai trước chào hỏi người nam trung niên có chút mập mạp tiếp theo lại nói với người còn lại ngài parker ánh sáng sáng sớm chiếu vào người nam đội mũ lưỡi trai ở lối vào khu vực trong lòng đất đụng phải người nam trung niên lạnh lùng được gọi là ngài heo lát kia Heo lát đội tóc giả màu trắng liếc mắt nhìn người này đang cung kính đứng ở bên cạnh, không chút để ý đưa tay phải ra, nhắm ngay cửa vào khu vực trong lòng đất, uy nghiêm mà trầm thấp mở miệng nói. Cấm đoán. Trong vô thanh vô tức, xung quanh cảm giác có khác biệt vi diệu. Tổng cộng 4 phi phàm giả, ít nhất 4. Mạnh nhất hẳn là ngài heo lát kia, ít nhất danh sách 6, thậm chí khả năng danh sách 5. Cũng không biết là đường tắt gì, cùng có chút cùng loại đường tắt hắc hoàng đế dựa vào trật tự ban bố pháp lệnh căn cứ cảnh tượng vừa rồi có thể phán đoán bước đầu phong cấm chỉ nhằm vào khu vực trong lòng đất không bao hàm chỉnh thể biệt thự cũng đúng ban ngày người đến người đi một khi phong cấm ra vào sẽ rất phiền toái không biết ban đêm có phải cũng như vậy hay không lên phân tích tình báo thu được vừa rồi lại đặt câu hỏi bố cục chỉnh thể biệt thự là bộ dáng gì hắn nhanh chóng thu được trả lời thấy đại sảnh rực rỡ nhà ăn thanh lịch rộng lớn, hành lang xỏ xuyên qua lầu 1, cùng với phòng tắm, khu vực trong lòng đất các cảnh tượng. Thông qua chúng, ở trong đầu Glenn đã sâu chuỗi ra bố cục đại khái biệt thự của Capin. Cảm nhận được linh tính tiêu hao, hắn ta hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Capin có liên hệ chặt chẽ với nhân vật lớn nào? Cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn ta là vừa đại sảnh rực rỡ vừa rồi, rất nhiều cô gái bán khỏa thân hoặc phủ phục đưa lên đồ uống cho khách, hoặc tùy ý để bọn họ đánh chửi thưởng thức hoặc trực tiếp bị kéo đến nơi yên lặng mà tàn phá. Bọn họ tuổi cũng không lớn, vẻ mặt đau đớn mà chết lặng, hơi có chậm chạp, hoặc không đủ nhiệt tình, người phục vụ hoặc là nhóm nữ hầu của Capin sẽ dùng roi cuộc họ. Hạ nhân này thấy cảnh tượng tội ác, nhưng không có chút đồng tình, phía sau tiếp trước biểu hiện bản thân, ý đồ thu được khen thưởng. Lên ở trong những vị khách này thấy Capin, thấy ngài heo lát lạnh lùng, thấy một vị nghị viên hạ viện Vadera thường xuyên lên báo, thấy người nam mập mạp được gọi là phó tổng giám đó là một vị phó tổng giám phòng cảnh sát bắc rừng đây là cao tầng ngành cảnh sát hạ nhân này thế mà không có một kẻ tốt cũng đúng trong biệt thự khẳng định là đã sàng chọn qua đủ để tin cậy lên dây dây tráng bỏ dở loại trạng thái phối hợp chặt chẽ này người nam đội mũ lưỡi trai kia chỉ là một đầu mục nhỏ chuyện có thể biết hoặc là tham dự không nhiều lắm mà thẳng đến lúc này hạn chế thần bí không biết nọ vẫn không bị xúc động. Glenn chấm dứt nghi thức, để cho bóng dáng đối phương biến mất ở phía trên sương mù xám, bản thân cũng lập tức quay về thế giới hiện thực. Ở trong căn phòng tràn đầy hương vị không linh hư ảo kia, hắn ta ngồi ở trên giường, nhìn người nam mũ lưỡi trai hôn mê ở trên đất, căn cứ tình báo vừa rồi thu được, phân tích biểu diễn là có thể làm, phải suy nghĩ sắp xếp kế hoạch. Cuối cùng, Glenn đã xác định ý tưởng, lẩm bẩm không tiếng động. Có lẽ không cần giúp đỡ cũng được. Giúp đỡ ngược lại sẽ liên lụy đến mình, làm cho mình không có thuận tiện chạy trốn ở thời điểm nguy hiểm. Thời gian phải chọn tốt, cái này cực kỳ quan trọng. Gần 50 phút sau, người nam đội mũ lưỡi trai xám đen xuất hiện ở khu đông, đi thẳng đến con đường đảng giờ dơ khống chế. Vừa thấy mấy người cao nguyên màu da hơi đen, gầy gò hung hãn, vẻ mặt hung ác, hắn ta lập tức đi qua, làm bộ không có để ý, đụng vào một người trong đó. Đáng chết. Đám rác rưởi này. Người nam đội lưỡi trai lớn tiếng mắng, huy quyền đánh về phía đối phương. Mấy người cao nguyên vốn thích đánh nhau không chút nào yếu thế đánh trả lại. Trong quá trình này, người nam mũ lưỡi trai rút dao ra, mấy người cao nguyên cũng lấy ra ra vũ khí. Phốt. Trong chiến đấu, một lưỡi dao không kịp tránh né đâm vào cổ người nam mũ lưỡi trai, vừa lúc trúng động mạch chủ của mục tiêu. Người nam mũ lưỡi trai ngã xuống, máu đỏ tươi ở xung quanh đầu hắn dần lan rộng ra. Hắn rất nhanh mất đi sinh mệnh, mà một bóng người hư ảo trong suốt trong cơ thể lập tức biến mất không thấy. Lên về tới phía trên sương mù xám, coi đây là ván cầu, một lần nữa tiến vào thân thể của mình, mở mắt ra ở trong khách sạn giá rẻ khu giao ốt. Hắn ta xử lý dấu vết còn lại, đi ra quầy trả tiền phòng. Một đường quay về phố Minsk, lên lại tiến vào phía trên sương mù xám. Hắn muốn bói toán một tin tức đơn giản nhưng mấu chốt. Hắn ta cầm lấy bút máy, viết xuống một câu. Thời gian bữa tối của Capin hôm nay. Đặt xuống cây bút máy màu đỏ sậm, Glenn cầm lấy tờ giấy viết câu bói toán, dựa ra ghế dựa ở sau lưng. Miệng hắn ta mấp máy, nhỏ giọng đọc thời gian bữa tối của Capin hôm nay, từng lần một. Lời này tầng tầng đẩy ra ở phía trên sương mù xám yên tĩnh trống trải, đôi mắt Glenn nhanh chóng chuyển sâu, mi mắt chậm rãi hạ xuống ở trong mộng cảnh trời rạc từng mảnh nhỏ hắn ta thấy một nhà ăn thanh lịch rộng rãi thấy được đồ ăn gốm sứ khảm hoàng kim thấy trứng cá muối gà tơ nướng thịt cừu non hầm mắt bò chiên xương sống cá nướng súp kem bơ các loại thực vật thực vật này dựa theo trình tự nhất định nhu cầu nhất định theo thứ tự bày ở trước những người ăn trong đó có pin hơi mập mạp trung niên heo lát mang tóc giả màu trắng katy chỉ mặc áo trong mỏng tắc cơ khuôn mặt hơi già không có lực uy hiếp gì mà từ cuối bàn ăn nhìn xéo ra bên ngoài, có thể phát hiện một khung cửa sổ thủy tinh trang sức hoa lệ, ngoài cửa sổ mây trôi thưa thớt, giữa không trung mơ hồ có thể thấy được trăng đỏ. Glenn mở hai mắt, mang vị trí ánh trăng mộng cảnh kia đánh dấu ra, sau đó căn cứ thường thức chim tinh thuật, nhanh tính toán thời gian đại khái đối ứng. Chừng 7 giờ 30 đến 45 phút. Suy xét đến những hình ảnh trong đó, đám người Capin đã dùng quá nữa, có thể lại dời tới trước 15 phút, cứ như vậy, 7 giờ 30 là lựa chọn tốt nhất. Lên tự nói không tiếng động, suy luận gợi ý từ mộng cảnh xem bói. 7 giờ 30 dùng bữa tối cũng không phải là chuyện ít thấy, cái này thậm chí là chủ lưu vương quốc Ruen, thậm chí bắt đại lục, bởi vì rất nhiều giai cấp trung sản hoặc căn cứ vào vấn đề hoàn cảnh, hoặc suy xét đến tiền thuê nhà rẻ, ở tại ngoại ô, mỗi ngày đi xe lửa hơi nước khoảng cách ngắn tới lui đi làm ở nội thành, chờ bọn họ về đến nhà. Thường thường đã là chuyện sau 7 giờ tối cho nên 7 giờ 30 đến 8 giờ là thời gian bữa tối bình thường. Khi lên ở thành phố Tiên, cũng có trải qua như vậy, bất quá đó là bởi vì không có người hầu, không có người nội trợ, ba anh em về nhà, còn phải tự mình bận rộn một hồi mới có thể có thức ăn nóng, đó còn là không phải đi làm khoảng cách xa. Đây là nguyên nhân bình dân cùng bần dân thường thường ở 7 giờ 30 đến 8 giờ dùng bữa tối. Mà bởi vì bữa trưa cùng bữa tối cách nhau quá xa, buổi trà chiều vốn thuộc về xã hội thượng lưu dần dần lưu hành ở trung sản cùng bình dân suy luận xong tôi lên hồi tưởng gợi ý vừa rồi thu được sâu sắc chú ý tới một vấn đề vợ cùng con của capin ở nơi nào bọn họ cũng không có xuất hiện trong nhà ăn chẳng lẽ capin là tín đồ phong bạo chi chủ cực đoan vợ cùng con đều ở phòng khách dùng bữa hoặc là nói có nguyên nhân khác hoặc là capin còn chưa có kết hôn cũng không có con người này đã là trung niên rồi. Lên thử bói toán một chút, nhưng không thu được gợi ý hữu hiệu, đành phải từ bỏ. 7 giờ 30 phút. Hắn lặp lại thời điểm này một lần, rồi quay về thế giới hiện thực. Thời điểm chạm vạn, Capin chẳng sợ ở nhà cũng thắt nơ rất nghiêm chỉnh nheo mắt lại, nhìn tay sai trước mặt, tốc độ nói thông thả lại làm cho người ta không rét mà run hỏi. Fabian đã chết. Đúng vậy, lão đại chẳng sợ bản thân đã đi theo Katin nhiều năm tên tay sai kia cũng có chút sợ hãi odette gọi là ngài ngài qua vài năm phải gọi tước sĩ Katin kéo xuống cái nơ giống như nhàn nhã cầm lên điếu xì gà thô to fabian chết khi nào chết như thế nào buổi chiều hôm nay tôi bảo hắn đi khu đông làm một việc kết quả hắn phát sinh xung đột cùng người của đảng giờ manger bị đâm trúng cổ odette nơm nớp lo sợ miêu tả Capin rít xì gà, giọng điệu không có gì phập phòng nói. Fabian thật sự là một tên ngu xuẩn. Bất quá, người của đảng giờ sẽ ngu xuẩn không biết nó là người của tao. Ngài, ngài có biết, thường xuyên sẽ có người cao nguyên đến khu đông gia nhập đảng giờ bọn chúng vừa giả mang vừa lỗ mãn, căn bản sẽ không để ý ai là ai. Odette nhanh giải thích hai câu. Capin hừ một tiếng. Bọn chúng quên đây không phải cao nguyên. Hoặc là nói, Quên ca pin tao. Odette, tao muốn thi thể đầu một đảng giờ man dơ ở khu đó, mày có thể không? Nếu không làm được, tao sẽ mang vợ của mày, con, tính cả mày dìm vào trong sông tóc quắc. Thưa ngài, không thành vấn đề. Odette lúc này đề cao âm lượng. Chợt, hắn lại nhỏ tiếng hỏi. Tôi có thể triệu tập người không? Capin đang muốn trả lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, trung niên heo lát đội tóc giả màu trắng đi vào hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Odet một cái, tầm mắt dời về phía Capim. Tôi nghe nói ông có người xảy ra xung đột cùng xã hội đen ở khu đông, hơn nữa đã chết. Đúng vậy, ngài heo lát. Capim cầm xì gà, đứng lên. Heo lát nhìn chằm chằm vào mắt Capim nói. Ông muốn trả thù cho bọn họ. Capim tráng đột nhiên thấm ra từng giọt mồ hôi. Không, không có, ngài heo lát, ngài hiểu lầm. Heo lát khẽ gật đầu nói, ông phải nhớ kỹ, chúng ta ở thời kỳ mấu chốt, nếu như không cần thiết, thì tận lực không gây chuyện. Hắn tạm dừng một giây, quan sát phản ứng của capin rồi nói. Dân buôn người ở Bắc Lừng cũng không phải chỉ có một mình ông, chúng tôi có thể nâng đỡ ông, cũng có thể ủng hộ người khác, ông phải nhớ kỹ điểm này. Lúc trước chọn chúng ông, là vì ông đủ ác độc cùng đủ vô sĩ lại cực kỳ cẩn thận, chứ không phải là ông là kẻ buôn người lớn nhất. Odette ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, hận không thể bản thân chỉ là một đám không khí như vậy sẽ không nhìn thấy bộ dáng hèn mọn của lão đại capin capin mặt ngoài không chút tức giận cười theo nói ngài heo lát tôi chủ yếu lo lắng là fabian chết không đơn giản cái này có lẽ sẽ quấy rầy kế hoạch của các ngài không hắn chết không có vấn đề gì heo lát dùng giọng điệu chắc chắn nói tôi không nhận được sự phản hồi nào lạ như vậy à capin ra vẻ thoải mái nói tôi an tâm rồi hắn nhìn Odes, ý bảo đối phương đi ra ngoài sau đó đè thấp giọng nói ngài heo lát trong hàng hóa lần này có loại hình mà ngài thích thấy heo lát vẻ mặt buông lỏng lại không có thể hiện gì capin lại bồi thêm một câu đưa đến bên kia cũng đã gom đủ heo lát mới chậm rãi gật đầu để cho cô ta buổi tối đến phòng của tôi vâng ngài heo lát capin vẻ mặt tươi cười nói sau khi nhìn theo heo lát rời đi hắn sắc mặt trở nên âm trầm, hít vào một hơi, nhỏ giọng nói. Hy vọng các người lần này có thể tuân thủ lời hứa. Mình không muốn tham dự vào chuyện như thế này nữa. Hắn tin tưởng nhớ rõ mùa thu năm nọ, có người tìm tới hắn, hy vọng có được một số cô gái ngây thơ. Bắt đầu từ ngày đó, quỹ tích cuộc đời của hắn xuất hiện biến hóa thật lớn, thậm chí là chiếm ăn một phần năm số mậu dịch nô lệ bởi vì pháp luật cấm mà chuyển vào trong lòng đất hắn nhanh chóng biến thành phú hào tương đối nổi danh ở bắc lừng kết bạn với không ít nhân vật lớn cùng kéo bọn họ vào vực sâu đọa lạc đến một bước này hắn bức thiết muốn che giấu tội ác quá khứ muốn capin lại được tẩy rửa trở thành nhân sĩ xã hội thượng lưu chân chính nhưng mà tạm thời không thể như nguyện nhìn xì gà trong tay capin cầm lấy khung ảnh đặt ở trên bàn bên trong có ảnh chụp chung giữa hắn với một cô gái xinh đẹp và hai đứa nhóc ngón cái vuốt qua mặt ngoài khung ảnh Katin nheo mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm. Sau lần này, mọi người hẳn có thể trở lại. Thời điểm bữa tối, Katin đi ra phòng sách, trên mặt lại là nụ cười ấm áp. Cô ti, đêm nay có trứng cá muối mà cô thích, cùng với gà tơ nướng cố ý chuẩn bị cho cô." Hắn nói với người phụ nữ mặc áo trong mỏng manh kia. ti sờ sờ vết thương cũ kỹ trên mặt, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Katin biết cô ta tính cách âm trầm hung ác. Không có nói nhiều, nhìn theo cô ta ngồi xuống vị trí thuộc về mình. Ngay sau đó, heo lát đội tóc giả màu trắng tiến vào nhà ăn, hơi hơi gật đầu đối với mỗi một người tham dự bữa ăn. Bác cơ diện mạo vẻ già dặn uống ngụm rượu trước bữa ăn, cười ý bảo capin mau ngồi xuống. Khăn ăn trắng được trải ra, thực vật bưng lên theo thứ tự, capin nâng lên ly rượu, khẽ cười một tiếng nói. Phong bạo ở trên, để cho chúng ta cùng ly vì tương lai tốt đẹp. Cụng ly vì tương lai tốt đẹp. Tắc cơ hưởng ứng. Heo lát không nói gì, chỉ nắm ly rượu đưa lên cao, hơi đảo một chút, Katy thì hoàn toàn không nhìn mấy người này. Lúc này, đồng hồ treo tường cổ điển treo ở đại sảnh vừa đi đến 7 giờ 23 phút. Khu vực cầu Bát Lừng, trong một khách sạn giá rẻ. Glenn đã ngụy trang lấy ra đồng hồ bỏ túi vỏ vàng, nhìn thời gian cụ thể, sau đó lấy ra phấn thánh dạ, dùng tường linh tính phong tỏa căn phòng làm xong tất cả cái này hắn ta nhanh chóng bố trí tế đàn cử hành nghi thức ta ta lấy danh nghĩa của ta triệu hồi không thuộc về thời đại này ngu giả sương xám phía trên thần bí chúa tể chấp chưởng hảo vận hoàng hắc chi vương đợi cho nghi thức hoàn thành lên lúc này đi nghịch bốn bước tiến vào phía trên sương mù xám chuẩn bị tự mình hưởng ứng chính mình ở trong cung điện cao ngất mà nghiêm túc hắn thấy gợn sóng ánh sáng ngưng tụ ra cánh cửa triệu hồi đó là cánh cửa lớn dăng kính phù hiệu hư ảo thần bí. Lên chưa vội bị triệu hồi, mà là dựa theo kế hoạch dự định, mang kim cài áo mặt trời, vật phẩm thần kỳ này nhét vào trong linh thể bản thân. Cuối cùng, hắn cầm lấy lá bài khắc hoàng đế, để cho linh thể bao vây lấy nó. Bỗng nhiên lên cảm thấy linh thể bản thân ngưng thực như có máu thịt, tựa như đã có thể cầm lấy súng, di chuyển bàn. Xung quanh hắn ta theo đó tràn ngập sương mù hư ảo đen đúa, mà sương mù này dán lên mặt ngoài, hình thành một bộ khôi giáp tràn ngập cảm giác uy nghiêm. Phía trên đỉnh đầu hắn ta xuất hiện một cái vương miệng tối đen, sau lưng có áo choàng dài cùng màu. Giờ này khắc này, lên tựa như một vị hoàng đế sắp bước lên hành trình. Hắc hoàng đế. Cuối cùng hắn ta xem kỹ một lần các vật phẩm không mang theo như đạn tịnh hóa cùng súng ngắn, cất bước một cái, tiến vào trong khe hở do cửa lớn hư ảo mở ra. Sau khi nhảy ra từ trong ánh nến, hắn ta lập tức nhoáng lên ở trong bóng đêm, phi hành rất nhanh về phía biệt thự của Capin ở phố A ở khu Giao Úc. Không bao lâu, hắn ta trôi nổi ở trước suối phun nhân tạo, tốc độ không nhanh không chậm hướng về cửa biệt thự, nhóm hộ vệ tuần tra qua lại đi qua bên người hắn ta, nhưng không có phản ứng gì, mà bởi vì còn chưa tiến vào ban đêm chân chính, lúc này cũng không có phi phàm giả đề phòng ở bên ngoài. Mặt khác, Glenn cũng không sợ hãi phi phàm giả cường lực bên trong sẽ có phát hiện, có dự cảm trước. Bởi vì có lá bài khắc hoàng đế phản lời tiên đoán phản bói toán. Lên đầu đội vương miệng tối đen, thân khoác khô giáp đứng ở cửa, điều chỉnh vài giây, bước chân về phía trước. Thân thể giống như thực chất của hắn ta, cứ vô thanh vô tức như vậy xuyên qua cửa lớn, tiến vào biệt thự ca Hiện ra đầu tiên ở trước mắt hắn ta là tiền sảnh rộng rãi bày các loại ghế dựa cùng đồ móc nón áo khoác, phía sau là đại sảnh hoa lệ lấy màu vàng làm chủ đạo. Nơi đó không có trần nhà, có thể trực tiếp thấy khung đỉnh cao tới ba tầng, một cái đèn treo thủy tinh thật lớn rủ xuống dưới, ở trên mỗi một đóa hoa đều sừng sững một cây nến trắng nõn. Đại sảnh đi về phía trái, xuyên qua một cánh cửa lớn rất dày, chính là nhà ăn thanh lịch, bên trong mùi thịt nướng nồng đậm, che giấu hương vị các loại đồ uống cùng thực vật khác. Glenn không nóng lòng lẻn vào nhà ăn, trước vòng quanh bên ngoài nửa vòng, khi thì đưa tay kéo ống dẫn khí gas màu xám trắng, tựa như đang thực nghiệm linh thể bản thân sau khi mang theo lá bài hắc hoàng đế lực lượng lớn đến bao nhiêu tác động đối với vật chất hiện thực mạnh đến bao nhiêu thời kỳ chim bạc gia cùng tên hề trạng thái linh thể của clan trừ bỏ có thể bói toán có dự cảm trực giác thì chỉ có năng lực hai loại pháp thuật phân biệt là trực tiếp công kích linh hồn cùng thông qua đụng vào làm cho mục tiêu xuất hiện hiệu quả đông cứng chờ sau khi tăng lên thành ma thuật sư bản thân thân thể hắn ta đã có thêm vài loại năng lực phi phàm cũng có thể sử dụng ở trạng thái linh thể, ví dụ như người giấy thế thân cùng đạn không khí vân vân. Mặt khác, hắn ta bắt đầu có thể phụ thể người khác, hoàn thành thao túng bước đầu. Mà ở dưới lá bài Hắc Hoàng Đế tăng thêm, lực lượng linh thể của hắn ta đã lớn thêm rất nhiều, vật chất có thể mang theo cũng nhiều lên, năng lực pháp thuật trực tiếp công kích linh hồn cũng theo đó tiến hóa thành tiếng trích quán linh, lấy sóng âm nhân loại không nghe thấy thương tổn linh hồn toàn bộ sinh vật trong phạm vi cũng chính là tinh thần thể đồng dạng đụng vào mang đến hiệu quả đông cứng cũng tăng cường rõ rệt xác nhận xong hắn ta tìm vách tường ở góc đi qua đó tiến vào nhà ăn tiếp theo hắn ta ngăn chặn toàn bộ ý niệm để cho ánh mắt không chứa cảm xúc gì đảo qua bàn dài heo lát đội tóc giả màu trắng katy mặc áo trong mỏng bác cơ khuôn mặt già dặn uống rượu vang cùng với ca pin hơi mập mạp đang cắt mắt bò lần lượt đập vào mắt hắn ta tầm mắt vừa chạm liền thu Clint không dám nhìn nhiều, để tránh bị mấy phi phàm giả thông qua linh cảm phát hiện. Hắn mượn dùng ánh sáng linh tính của người hầu nam nữ đứng ở bên cạnh, cũng chính là màu sắc khí tràn che giấu, thật cẩn thận ở trong nhà ăn nhẹ nhàng đảo một vòng, biết rõ ràng bố cục cụ thể, ví dụ như nơi này lớn nhỏ cùng cấp với phòng khách cộng thêm nhà ăn chỗ hắn ta đang ở, ví dụ như nơi này có một lò sưởi trong tường. Bên trong đang thiêu đốt than củi, cùng thông qua ống dẫn, mang ấm áp truyền toàn bộ phòng, ví dụ như bốn phía tổng cộng có 16 ngọn đèn khí gas thanh lịch, ánh sáng của chúng đang vào cùng một chỗ, mang đến cảm giác giống như ban ngày, ví dụ như trên vách tường một bên lò sưởi trong tường, treo một đám khung ảnh kính, bên trong có phát họa, có tranh, đều là bút tích danh gia. Bê lít trâu quai nón kia không có tới, hẳn là đang trông coi trong cửa vào khu vực lòng đất. Một phi phàm giả nguyện ý làm loại chuyện khổ sai này, pin liên quan tuyệt đối không phải là buôn người đơn giản. Lên suy nghĩ vài giây, tựa vào bên cạnh một bức tranh mặt trời lặng, đưa tay vào trong cơ thể, mở ra nắp bình nhỏ màu nâu bán trong suốt kia. Đây là bình độc tố sinh vật. Hắn ta sở dĩ coi trọng thời gian, muốn chọn bữa tối tiến đến, là vì giờ này khắc này, nhân vật chủ yếu tụ tập nhiều nhất, đầy đủ nhất, lợi cho phát huy tác dụng bình độc tố sinh vật nhất. Mà đầu mùa đông nên cửa sổ đóng chặt, sẽ làm cho bình độc tố sinh vật có hiệu quả nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn mặt khác glenn trước đó cũng không dùng nước của bình độc tố sinh vật chế tác thuốc dự phòng hắn ta hiện tại ở trạng thái linh thể căn bản không sợ độc tố sinh vật mượn dùng linh thể bản thân bao phủ cùng che lấp hắn ta lẳng lặng đứng ở nơi đó kiên nhẫn thưởng thức những ngọn đèn tường thanh lịch kết nối với ống dẫn khí gas màu xám trắng mà độc tố vô sắc vô vị nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài heo lát đội tóc giả màu trắng cắt miếng xương sống cá nướng phết lên chút nước hồ tiêu đen mang nó nhét vào trong miệng nhai nhai nuốt vào hắn ta bưng lên ly sâm banh đang bốc lên bọt khí màu vàng nhạt như một chuỗi ngọc tâm tình không tệ nhấp một ngụm hắn ta không tự giác mặc sức tưởng tượng tiết mục giải trí buổi tối mặc sức tưởng tượng khoái hoạt khi một cô gái quật cường bị mình chinh phục điều này làm cho hứng thú ăn uống của hắn ta bớt đi lực chú ý không thể tập trung kati không để người hầu hỗ trợ cắt gà tơ nướng đang vùi đầu cầm dao nĩa lấy phong cách tinh chuẩn như giải phẫu nhanh chóng mang thực vật phân thành rất nhiều khối lớn nhỏ thế mà đều tương tự. Parker vừa nhấm nháp rượu vang, vừa ăn thịt cừu hầm, thường thường nói chuyện phím vài câu cùng chủ tọa cabin, xem như vị khách tương đối ổn nhất nơi này. Bữa tối tiến hành đâu vào đấy, cabin mang miếng thịt mắt bò cuối cùng cho vào trong miệng. Hắn mỉm cười nói với ba phi phàm giả. Ngài heo lát, cô Cati, ngài Parker, món điểm tâm ngọt đêm nay đến từ đầu bếp trưởng nhà hàng Labo, tổng cộng có ba loại, phân biệt là cút đinh trái cây, Bánh quy bơ cùng bánh nọt cà rốt. Heo lát nhất quán lạnh lùng nhẹ nhàng gật đầu nói. Quốc gia chúng tôi là rất yêu thích món điểm tâm ngọt. Hắn ta vừa cảm khái xong, đã thấy Capin đưa tay cào má, tiếp theo lại đưa tay cào một cái. Có chút ngứa. Capin cười cười có lỗi. Còn chưa dứt lời, hắn đã nhịn không được lại đưa tay cào một cái, cào ra vết máu rõ ràng. Vết máu nọ nhanh chóng sưng lên, da trở nên bán trong suốt có thể xuyên thấu qua nó thấy chất lỏng màu vàng nhạt bên trong thật sự là có chút ngứa capin lại cười cười hắn lại gãi cũng ở vị trí đó bởi vì quá mức dùng sức da bán trong suốt đang sưng lên đã rách ra chảy ra mũ tanh tưởi heo lát mắt nhíu lại đột nhiên đứng lên cảnh giác quan sát bốn phía ha, ha 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 ngay ở lúc này hắn ta nghe được tiếng cười khoa trương thân thể bỗng nhiên căng thẳng hắn thấy một nam một nữ hai người hầu đang ôm bụng cười lớn lên cười đến thẳng lưng không nổi cười đến chảy nước mắt cười đến trong phòng một mảng im lặng tựa như là phản ứng dây chuyền người hầu còn lại có hôn mê đi có không ngừng nôn mửa ói ra chất lỏng màu xanh vàng nôn mửa không dừng được bọn họ không một ai may mắn thoát khỏi phành katy ném đi dĩa ăn để cho dụng cụ ăn nạm vàng cùng thực vật trụ còn thừa văn đầy đất trong tay cô ta đã có một cây súng ngắn một cây nhuyễn tiên màu đen tắc cơ đứng lên theo nhưng tinh thần lại xuất hiện một chút hoảng hốt hắn nhìn ca pin một bên kêu kêu cứu thảm thiết một bên gãi không ngừng được đã cứng rắn cào xuống từng đường máu thịt khó hiểu lại thấy bộ dáng xấu xí ghê tởm của đối phương hiện tại có chút dễ coi lúc này heo lát phát hiện bản thân có chút không thở nổi nháy mắt rõ ràng toàn bộ phòng chỉ sợ đã tràn ngập độc tố hắn gầm nhẹ ra tiếng ngừng thở Parker, cậu mở ra ra. Cathy, cô đi theo tôi tìm kiếm người xâm nhập. Giờ này khắc này, heo lát hết sức may mắn bữa tối là dùng cùng với Capin, mà xung quanh còn có không ít người phục vụ. Người thường này năng lực đề kháng đối với độc tố xa xa không bằng phi phàm giả, bọn họ xuất hiện dấu hiệu trước, để cho đám người mình ở lúc trúng độc chưa sâu đã nhận ra không đúng. Parker danh sách thấp nhất hẳn là bệnh trạng nghiêm trọng nhất trong chúng ta. Heo lát trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm như vậy. Soảng xoảng xoảng Theo Parker mở ra cửa phòng, để cho nhà ăn không phong bế như vậy nữa, heo lát cũng dựa vào, linh thị, phát hiện một bóng người hư ảo đang lặng yên di chuyển. Bóng người nọ mặc khải giáp dày uy nghiêm màu đen, đỉnh đầu đội vương miệng tối đen, cùng có mặt nạ cùng màu bao trùng, che khuất gương mặt, tựa như vương giả đến từ linh giới. Đây đúng là lên. Heo lát nâng lên tay phải, chỉ hướng bóng người màu đen người thường nhìn không thấy kia, trong miệng niệm ra một từ hơ mét cổ. Nhúc lại. Đột nhiên bốn phía bóng người màu đen trở nên dinh dính, giống như hình thành một khối hổ phách thật lớn, hoặc là tạo ra vách tường trong suốt dày đặc. Bóng người nọ yên lặng ở tại nơi đó, khó có thể nhúc nhích mảy may, mà Katy đã sớm nhắm, nhấn cò súng, phối hợp tương đương ăn ý. Phành phành hai tiếng, viên đạn vàng nhạt chứa đầy hoa văn kỳ dị xuyên thấu không khí dinh dính, trúng vào bóng người màu đen kia. Viên đạn chui qua, đánh vào trên tường đối diện, bóng người màu đen nọ không gió tự cháy, đúng là một người giấy cắt khá thô sơ. Trong ngọn lửa màu vàng nhạt, người giấy nhanh chóng hóa thành tro tàn. Bốp! Một tiếng vang kỳ dị vang lên, ngọn lửa đang lẳng lặng thiêu đốt ở trong 16 ngọn đèn tường khí gas thanh lịch cùng lò sưởi trong tường bỗng nhiên biến sáng, chiếu đến trước mắt heo lát, Cathy cùng Parker ngắn mũi chỉ còn lại một mảng lửa đỏ. Lập tức, toàn bộ lửa bị tắt chỉ có đèn đường cùng ánh trăng xuyên thấu tầng mây đỏ rực ngoài cửa sổ lẳng lặng chiếu rọi nhà ăn làm cho nơi này có vẻ cực kỳ ảm đạm đám người heo lát lại dựa vào linh thị cùng linh cảm tìm kiếm người xâm nhập như u linh kia cùng lúc đó hắn phát hiện độc tố tốc độ có hiệu lực cũng không nhanh ở trước khi giải quyết kẻ địch tựa như sẽ không chân chính phát tác vì thế hắn vừa chú ý động tĩnh lối vào khu vực trong lòng đất vừa chỉ tay vào cửa phòng dùng tiếng hơ mét cổ trầm thấp phát ra tiếng. Cấm đoán. Toàn bộ nhà ăn đột nhiên ngưng lại, tựa như thêm một tầng vách tường vô hình ngay cả linh thể cũng khó mà xuyên thấu. Heo lát muốn cho người xâm nhập kia không chạy thoát. Tìm được ngươi rồi. ti một tay cầm súng ngắn, một tay mang theo roi, phát hiện bóng người màu đen trôi nổi ở giữa không trung. Cô ta trong mắt có hào quang kỳ dị hiện lên, còn chưa kịp làm ra công kích, trong óc đã ông một tiếng, tựa như bị ai đó dùng gậy đập vào đầu vậy. Cô ta cảm thấy gặp phải tiếng trích khó có thể miêu tả, chóp mũi có vài giọt máu dinh dính chậm rãi rơi xuống. Heo lát chỉ hơi mê muội, cảm thấy bệnh trạng hô hấp không thông nghiêm trọng thêm một chút, bác cơ yếu nhất mắt lỗ đom đóm, bước chân trở nên phập phù. Bỗng nhiên, bả vai Parker cơ không biết bị ai vỗ một cái. Cảm giác lạnh lẽo ập đến mãnh liệt, hắn nhất thời cứng ngắc ở tại chỗ, tựa như bị băng sương hoàn toàn bao trùm bị nhiệt độ thấp tẩm vào trong xương cốt, mà bên tai hắn thì vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc. Nhốt lại. Bác cơ nháy mắt bị vách tường trong suốt tạo thành nhà giam vây ở cạnh cửa, nhưng Glenn vẫn chưa phụ thân vào hắn, trực tiếp xuyên qua, đúng lúc tránh được hiệu quả pháp thuật của heo lát. Heo lát hiếp ánh mắt lại, khẽ vung tay phải nói. Phóng thích. Nhà giam vô hình xung quanh bác cơ nhất thời sụp đổ, không hề lưu lại chút nào nhưng hắn đang nghe truyện trên tv audio cv vẫn chưa khôi phục sức hành động ngược lại mềm nhũng ngã ra trên đất không ngừng rùng mình tựa như còn ở trong trạng thái đông cứng đây không chỉ có là di chứng u hồn vào mang đến còn có ảnh hưởng tạo thành từ việc lên trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn thương tổn đến linh hồn hắn Parker cơ chỉ có danh sách tám đương nhiên không có biện pháp khôi phục ở trong khoảng thời gian ngắn ngay cả hô hấp đã không thể khống chế lại hít vào lượng lớn độc tố sinh vật cùng loại với thứ đang có trong cơ thể hắn đang suy yếu nên độc phát nhanh hơn ánh mắt cứng ngắc theo bản năng đổi phương hướng hắn thấy capin cũng đang lăn lộn ở trên đất không ngừng gãy mặt cùng thân thể của chính mình thấy từng giải thịt dọc theo những vết máu của đối phương thấy sắc trắng của xương lộ ra parker thở hổn hển dãy dụa đi qua capin đang ngứa muốn xé đi lớp da bên ngoài bỗng phát hiện parker đang hai mắt đỏ đậm phủ phục bò đến trong lòng hiện lên dự cảm không tốt nhưng hắn đang gãi khó có thể đình chỉ căn bản không có biện pháp không có sức lực tránh né ngay cả kêu một tiếng không cũng không làm được chỉ có thể lấy kêu thảm thiết thay thế lúc này glenn vừa tránh thoát nhốt lại dùng tiếng mét cổ hô nhẹ một câu thần thánh sau đó ngón tay chà sát trong khi ghim cài áo chim mặt trời màu vàng lật lóe ra hào quang phành một tiếng bắn ra một quả đạn không khí đạn không khí nọ vừa thành hình đã nhiễm lên ánh sáng thánh khiết bay thẳng đến mặt heo lát đây là kim cài áo mặt trời cung cấp lời thề thần thánh, lên phụ gia là thương tổn thần thánh. Heo lát sớm cải biến vị trí, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, không giống pháp sư, lại giống như chuyên gia võ thuật chiến đấu. Hắn một bên tránh né đạn không khí của Glenn, một bên ra dấu bảo Cathy vung roi, cuốn lấy đối phương. Đợi cho công kích của Glenn bị đánh gãy, không còn liên tục nữa, người này từ túi trong lấy ra một cái bao tay kim loại màu đen, ý đồ mang vào tay bên trái lên trạng thái linh thể cho dù không đối diện heo lát chỉ cần liếc mắt là có thể thấy một màn như vậy hắn ta lúc này bay lên tránh đi katy quất đánh xẹt qua phía trên đèn treo đánh về phía heo lát heo lát thấy một màn như vậy cầm bao tay kim loại màu đen chỉ lên phía trên nói lưu đầy lên nhất thời gặp lực lượng mênh mông mà vô hình toàn bộ linh thể bị thổi bay ra ngoài đánh lên trên tường đánh vào trên vách tường vô hình do cấm đoán mang đến nhưng không có xuyên thấu mà rời đi Bắt lấy cơ hội này, heo lát mang cái bao tay kim loại màu đen kia vào. Ngay lập tức, hắn tựa như cao lớn thêm một chút, uy nghiêm giống như nhân vật lớn có thể khống chế sinh mệnh người khác. Glenn vừa mới từ trong trạng thái, lưu đầy, giải thoát, đã sinh ra sợ hãi thật lớn chưa từng có, nhịn không được muốn cúi đầu, muốn phủ phục, muốn nghe mỗi một câu từ của đối phương, tuân theo mỗi một mệnh lệnh của hắn. Hành động của hắn trở nên có chút chậm chạp, trong đồng tử của hắn là Katy đang cao tốc tiếp cận. Bốt. Katy quất ra trường tiên màu đen, chuẩn xác quất trúng lên. Trường tiên xuyên qua linh thể, mang đến đau đớn tương đối lớn cho lên về mặt tinh thần, tựa như bị người dùng bàn ủi đốt đỏ hồng đặt lên bộ vị yếu ớt nhất. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng hét thảm. Mà súng ngắn trên một tay còn lại của Katy cũng lập tức nhấn cò. Phành. Phành. Hai viên đạn mang theo ánh sáng màu vàng nhạt lần lượt bắn ra, đánh vào trên người lên. Hào quang trong vắt bốc lên, bóng người mặc khôi giáp màu đen nhanh biến mỏng, hóa thành một người giấy, cùng nhanh chóng cháy thành tro tàn. Lên hiện lên ở trong góc âm u, ghim cài áo mặt trời, trong linh thể nổi lên một điểm hào quang màu vàng lợt. Lực lượng ấm áp nháy mắt tràn ngập thân thể hắn, sợ hãi cực độ heo lát mang đến nhanh biến mất không thấy. Một trong những hiệu quả pháp thuật của ghim cài áo mặt trời miễn dịch sợ hãi mà trong chiến đấu mấy chục giây ngắn ngủn clan đã phải dùng người giấy thế thân hai lần tuy cái này có nhân tố mà hắn ta cố ý nhưng đủ thấy thực lực của heo lát cùng katy liên thủ vừa lúc xác minh kết quả bói toán của clan trước đó lần hành động này tương đương nguy hiểm nếu parker không bị bình độc tố sinh vật ảnh hưởng cùng với hắn ta đánh bất ngờ lúc ban đầu bị phế bỏ tạm thời thế cục sẽ càng thêm hung hiểm mà kế hoạch hắn ta dự định là nếu bốn người giấy chuẩn bị dùng hết toàn bộ, mà cơ hội còn chưa có xuất hiện, vậy lý trí bỏ qua, cái này cũng không phải Glenn không muốn chuẩn bị nhiều thế thân, mà là linh tính của hắn ở trong chiến đấu, chỉ có thể chịu được bốn lần. Về phần heo lát chế tạo hiệu quả, cấm đoán, Glenn tuyệt không lo lắng, linh thể của hắn hiện tại là bị triệu hồi ra, chỉ cần chấm dứt triệu hồi, có thể lập tức quay về phía trên sương mù xám, không phải lực lượng cấp thần linh quấy nhiễu, hoặc là vật phong ấn đặc thù cấp không hoặc cấp một nào đó phát huy tác dụng. Căn bản không có cách nào cắt ngang tiến trình này. Trước đó khi lên đến nhà bảo tàng vương quốc đánh cấp lá bài hắc hoàng đế, cô gái nghi ngờ là cường giả danh sách cao kia cũng không thể ngăn cản hắn ta rời khỏi. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu cùng chỗ dựa vào lớn nhất lên biết rõ nguy hiểm khá lớn, vẫn dám đếm thử, vẫn dám khiêu chiến không có khả năng. Thấy kẻ địch không hề sợ hãi, Heo lát mang bao tay kim loại màu đen ra giấu ca ti ngăn lên lại, bản thân thì đưa ngón tay về phía trước, trang nghiêm mở miệng nói. Nơi đây cấm u linh cùng oan hồn. Thân thể bao trùm khôi giáp màu đen của lên lúc này rung động một cái, bị lực lượng vô hình mãnh liệt bài xích ra bên ngoài. Nhưng mà, lá bài khắc hoàng đế cấp bậc cực cao, làm cho tầng cấp linh thể cũng tương đối cao, loại ảnh hưởng trực tiếp nhằm vào này rất nhanh đã bị áp chế xuống. Heo lát ánh mắt nhíu lại, cảm thấy U Linh đột kích cực kỳ cổ quái. Hắn thấy Glenn thông qua phi hành, thoải mái thoát khỏi Cathy dây dưa, vì thế lại đưa bàn tay về phía trước, dùng tiếng hơ cổ tuyên bố. Nơi đây cấm phi hành cùng trôi nổi. Bỗng nhiên Glenn chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, Cathy thịt thịt cất bước chạy lại, cùng rung rung cổ tay, quất ra ngọn roi khảo vấn tinh thần cùng linh hồn kia. Trên người cô ta còn không ít đạn phi phàm, nhưng nhằm vào u linh hoang hồn đã không đủ ba viên cho nên cô ta tạm thời bỏ qua sử dụng súng ngắn chỉ dựa vào vũ khí phụ glenn thuần thục co người lưng tròn ngay tại chỗ nhanh nhẹn tránh thoát cati quất đánh nghe thấy tiếng roi quất ở trên đất cati đang muốn quét ngang trường tiên ít hầu đột nhiên ngứa ho khan hai tiếng bỏ lỡ cơ hội liên tục tiến công đây là chứng tỏ cô ta đã trúng độc tố heo lát thở hổn hển một lần nữa ngừng thở co cổ tay đưa ngón tay ra nói. Đối tượng khiển trách, quan hồn cùng U Linh. Bên ngoài thân thể hắn nhất thời hiện ra hào quang như ánh ban mai, ngay cả phía trên nắm tay, cũng lóe ra ánh sáng trong vắt. Thịt. Đá cẩm thạch dưới chân heo lát không tiếng động vỡ ra, thân thể cao gầy của hắn mau lẹ hung mảnh xông tới, một phát đã đến phụ cận lên. Lúc này, hắn càng giống kỵ sĩ hơn so với Cathy. Phành. Hắn một quyền đánh tới, không khí bỗng nhiên nổ tung ra, nhưng bị lên lùi một bước trước, thuận theo gió lùi về phía sau né tránh. Bốp. Cathy từ một bên hiệp trợ, vung roi, quất về vị trí kẻ địch né tránh. Điều này làm cho Glenn không thể không lại liên tục lăn tròn, bày ra tư thái du đấu, cùng thời khắc chú ý tránh né pháp thuật, nhốt lại, của heo lát. Phành phành phành, bốp bốp bốp, heo lát liên tục cường công, Cathy thì ở bên hiệp trợ, chỉ dùng không đến 2 phút, đã bước lên đến tình cảnh muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, ngay cả lan tròn cũng khó có tác dụng. Bốt Roi màu đen của Katy ngay mặt quất đến, lên chỉ kịp lướt xé một bước, đã bị quất trúng cánh tay. Đau đớn đâm thẳng tinh thần lại tập kích linh hồn của hắn ta, làm cho hắn ta cứng ngắc ở tại chỗ, linh thể đều mỏng manh hẳn lên. Bắt lấy cơ hội này, heo lát nắm lấy quyền trái, vi nghiêm tuyên án. Tử vong thân thể hắn chợt cùng lực lượng kỳ lạ nào đó hợp nhất, kéo ra tàn ảnh rõ ràng, đụng vào trên người Glenn. Xoẹt! Bóng người bao trùng khôi giáp màu đen nháy mắt nổ tung, hóa thành giấy vụn tung bay như cánh bướm. Glenn đã dùng người giấy thứ ba. Heo lát ánh mắt đảo qua, nhanh chóng tập trung kẻ địch hiện ra ở góc, cười lạnh một tiếng nói. Tao xem mày còn có mấy thế thân. Vừa rồi trong quá trình tìm kiếm kẻ địch, hắn đã phát hiện Parker đang trường ở trên người Capin, trường hợp vừa đẫm máu vừa ghê tởm vừa khó coi lại tàn nhẫn kinh khủng bất quá heo lát bất chấp giải cứu cấp dưới kia hắn biết rõ bản thân trúng độc sẽ càng ngày càng sâu phải nhanh chóng xử lý kẻ địch cho nên không thể phân tâm nếu không như vậy hắn khả năng sẽ rời khỏi nhà ăn trước dịu đi độc tính từ đó để cho kẻ địch thuận lợi đào tẩu không thu được một chút tình báo hữu dụng nào hắn lại ra hiệu katy tiến lên dây dưa với glenn không thể đã không thể trôi nổi phi hành bản thân thì hít vào một hơi, khoảng một chút. trong không khí có chút mùi lạ. đây là biểu hiện độc tố càng ngày càng nhiều. heo lát suy nghĩ chợt lóe trong đầu, không đi nghĩ nhiều. hắn nâng lên tay trái, trang nghiêm tuyên cáo. người khác xâm nhập phi pháp nơi ở tức có tội. người khác xâm nhập phi pháp. thời điểm lặp lại lần thứ hai, heo lát hô hấp lại khó khăn thêm một chút, trong nắng mũi lại không thể lấy hơi, đành phải gián đoạn đình chỉ hắn lại hít sâu một lần điều chỉnh tốt trạng thái sau đó mở miệng nói người khác xâm nhập phi pháp nơi ở tức có tội hắn liên tục lập lại ba lần mà lên thủy chung không thể thoát khỏi cati dây dưa không hiểu lại có chút cảm giác lạnh lẽo cụ 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 katy tái hiện ho khang động tác vung roi theo đó chậm chạp lên nhân cơ hội thoát khỏi dây dưa của cô ta lại không để ý tới công kích cô ta mà là ngẩng đầu lên hé miệng phát ra một tiếng rít nhân loại không nghe thấy. Ông! Katy ngẩng đầu lên, thân thể lay động, cảm thấy mặt xuất hiện phập phồng. Heo lát chỉ hơi mê muội đã khôi phục bình thường, hắn lạnh lùng nhìn lên, uy nghiêm lên tiếng. Kẻ có tội sẽ phải chịu hạn chế. Lên vốn đang đánh về phía hắn bỗng nhiên phát hiện hai chân mình tựa như chịu xiềng xích vô hình, động tác của hắn ta đột nhiên trở nên cứng ngắc. Katy đã lấy được hơi mở ra vòng xoay súng ngắn, rất nhanh lấy ra vỏ đạn trước đó đã dùng qua cùng viên đạn không dùng tới tiếp theo cô ta lấy ra một ổ đạn nạp nhanh mang 6 viên đạn bao gồm đạn tịnh hóa còn lại ở trong nhét vào trong lỗ đạn heo lát theo đó nắm lại nắm tay trái bắt đầu chuẩn bị công kích hắn muốn cùng katy bắn súng hình thành tầng bậc từ đó hoàn toàn giải quyết kẻ địch hoặc tiêu hao hết thế thân của hắn ta ngay ở lúc này glenn bao trùm khôi giáp màu đen cũng lộ ra nụ cười bởi thời cơ mà hắn ta chờ đợi đã đến hắn ta rõ ràng bình độc tố sinh vật muốn phát huy hiệu quả không tệ cần thời gian nhất định mà phi phàm giả vừa có dấu hiệu đã có thể phát hiện không đúng cùng làm ra hành động tương ứng hoặc tìm kiếm kẻ địch ẩn nấp hoặc thoát ly hoàn cảnh tràn ngập độc tố rất khó mà làm cho bọn họ bị thương nặng thậm chí giải quyết bọn họ cho nên mục đích hắn ta sử dụng bình độc tố sinh vật là hai cái khác một là suy yếu kẻ địch hay là che giấu một ít mùi, để cho đám người heo lát ngửi thấy hương vị dị thường đều cho là từ độc tố tràn ngập ở trong không khí nơi đây, làm cho bọn họ mang lực chú ý hoàn toàn tập trung ở phương diện này. Đây là một khâu lần quan trọng nhất của biểu diễn ma thuật lần này, cũng là mấu chốt thành bại. Hương vị dị thường nọ là hương vị gas, là hương vị khí ga. Lên ban đầu sở dĩ muốn cho ánh lửa của đèn khí ga cùng lò sưởi trong tường rực sáng trong nháy mắt, rồi phục tắc không chỉ là vì quấy nhiễu tầm mắt đám người heo lát, càng chủ yếu là hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, thuận tiện để bản thân phá hư ống dẫn khí ga ở mấy chỗ kín đáo. Hắn ta ban đầu cố ý lâm vào hiểm cảnh, chính là vì lừa Katy bắn ra viên đạn nhằm vào oan hồn U Linh, để cho cô ta sau đó không mù quáng bắn nữa, không dẫn phát biến hóa tương ứng. Hắn ta thủy chung dây dưa cùng đối phương, không có thử cách gì khác, vì chính là chờ đợi trong không khí tràn ngập gas. Cho nên, Hắn ta vẫn nhẫn nại không sử dụng lửa nhảy nhót, không sử dụng thao túng lửa. Về phần hành vi heo lát cấm đoán căn phòng này, hắn ta đã có đoán trước, lại không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Cho nên, trước khi hắn ta tiến vào nhà ăn, đã cẩn thận kiểm tra cửa sổ đã đóng chặt hay chưa, bao gồm cả phá hủy ống dẫn khí ra ở chỗ kính của đại sảnh, để cho trong ngoài hình thành một quả bom lớn, cho dù không có cấm đoán. Cuối cùng cũng không ảnh hưởng đến điều gì, mà là một cu linh lên bản thân không hề nghi ngờ là không sợ vụ nổ quỷ hồn tầng thấp sẽ bị lửa tiêu diệt u linh nhiều lắm là chỉ bị thương đây là nguyên nhân lên rõ ràng có thể thao túng lửa còn phải mua đạn tịnh hóa cùng ghim cài áo mặt trời thêm vào thấy katy nâng lên súng ngắn sắp bắn thấy heo lát muốn tuyên án mình tử vong lên mỉm cười búng vang ngón tay heo lát đột nhiên giật mình có dự cảm nguy hiểm nào đó nhưng lúc này hắn đã thấy ở trong lò sưởi trong tường phía bên hông lóe lên một đống lửa, đồng thời điểm hỏa không khí xung quanh. Oành đùng. Trong một tiếng nổ, mắt heo lát bị lửa tràn ngập cả phòng hoàn toàn chiếm cứ trong nháy mắt, tựa như xem một hồi biểu diễn pháo hoa long trọng. Capin nằm ở trên đất, vừa ngứa vừa đau, hận không thể xé rách bản thân ngay tại chỗ, thoát khỏi đau đớn như địa ngục này. Sau đó, hắn thấy sóng lửa đỏ đậm nháy mắt lan tràn đến, nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hắn nghĩ một khắc cuối cùng này sẽ trở nên lâu dài, sẽ để mình hồi tưởng toàn bộ cảnh tượng tốt đẹp khi vợ cùng con ở bên cạnh. Hắn nghĩ đến bản thân sẽ cảm giác giải thoát, bởi vì không cần phải thừa nhận ra tấn không thuộc về con người này nữa. Nhưng khoảnh khắc này, đáy lòng hắn vẫn xuất hiện sợ hãi thật lớn. Xuất hiện dục vọng muốn sống mãnh liệt, mà cái gọi là nhớ lại, còn chưa kịp hiện lên, suy nghĩ của hắn đã bị đau đớn chiếm lấy, chật lâm vào bóng tối thâm trầm. Bành đùng cửa sổ nhà ăn vỡ tung ra, cùng với gạch đá vụn không đếm được và ngọn lửa rõ ràng cuốn ra bên ngoài. Nhóm hộ vệ vừa vặn tuần tra đến vị trí này nhất thời bị đập trúng một mảng, người may mắn không bị văng trúng hai tay cũng ông ông, thân thể lay động, hoặc ngã hoặc đổ. Bọn họ thấy tường ngoài nhà ăn sụp xuống hơn phân nửa, thấy lửa tựa như di động ở giữa không trung. Dân chúng cả con đường cùng nhóm cảnh sát phụ trách khu vực xung quanh đồng thời nghe thấy được tiếng nổ này, nhất thời vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Trong nhà ăn, Glenn bao trùm khôi giáp màu đen, đội vương miệng tối đen đứng ở nơi đó, tắm rửa ngọn lửa đỏ đậm, hưởng thụ sóng xung kích thổi mạnh, không chút lay động. Khí đen tràn ngập xung quanh hắn ta bị thiêu đi rất nhiều, bản thân linh thể cũng bị thương tổn nhất định, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bên cạnh bàn ăn sụp đổ, Parker cùng Capin đụng vào góc tường, đầu lõm xuống vỡ ra, cả thân thể cháy đen. Bên ngoài thân thể bọn họ vẫn còn ngọn lửa đang thiêu đốt, nam nữ người hầu còn lại cũng không khác biệt gì khu vực đối diện lò sưởi trong tường katy có thể đúng lúc tránh né bị hất văng lên trên tường sau đó trượt rơi xuống đất toàn thân cô ta máu thịt mơ hồ dấu vết thiêu đốt chằng chịt giao nhau đã không có miếng da nào lành lặn cô ta còn chưa chết đi nhưng đã trọng thương hôn mê nhưng cho dù là như vậy cô ta vẫn đang run rẩy ho khang hít vào lượng lớn khói lửa cây roi màu đen kia cũng bị thương hại xuất hiện các vết trạng cùng bị thiêu đốt một chút, mà đạn phi phàm cô ta có được, không có viên nào may mắn còn sót lại ở trong vụ nổ này. Katy không còn chút chiến lực nào. Heo Lát thì đúng lúc lăn lộn, bảo hộ yếu hại, nhưng trên người hắn vẫn không hề thiếu vết máu cùng vết cháy. Hắn loạn choạng đứng lên, lưng, tóc cùng hai chân đang có lửa đỏ thiêu đốt. Hắn hô hấp càng thêm khó khăn, thân thể hắn đã bị thương tương đối nghiêm trọng nhưng cái này cũng đã chứng minh thân thể hắn rắn chắc cùng sức lực mạnh mẽ, hoặc là nói, hắn sau khi mang vào cái bao tay màu đen kia, thân thể đã đủ rắn chắc, sức lực cũng đủ mạnh mẽ. Bất quá, cái này đã ở trong clan dự đoán. Ở dưới tình huống không thể đánh giá đối phương có thể thừa nhận bao nhiêu thương tổn, hắn ta định ra kế hoạch là đánh giá cao nhất về thể chất của mục tiêu. Khóe mắt liếc thấy clan gần như hoàn hảo không tổn hao gì, heo lát đồng tử co rụt lại, cuốn quít đưa tay trái, chỉ vào phía đó, trầm thấp mở miệng. Lưu đầy. Lên lại không thể không bị đẩy ra, tựa như vụn giấy trong cơn lốc, bị đẩy tung ra khỏi nhà ăn, mà đại sảnh bên ngoài trải qua thiêu đốt vừa rồi, thế lửa đã nhỏ đi rất nhiều, cầu thang bằng gỗ lại khó lòng chịu đựng, bất quá, bởi vì chủ thể vụ nổ bị cấm đoán ở tại nhà ăn, nơi này bị hao tổn không tính nghiêm trọng. Bắt lấy cơ hội này, heo lát đột nhiên xoay người, không quay đầu lại mà chạy trốn ra bên ngoài. Chẳng sợ lửa bao trùm trên người còn đang thiêu đốt, hắn cũng không lãng phí một chút thời gian nào ở đó. Hắn biết tình huống bản thân cực kém, có nguy hiểm mất khống chế, mà hiệu quả độc tố không bao lâu sẽ đạt đến đỉnh điểm, hai cái gộp lại cùng nhau, hắn không cảm thấy mình còn có khả năng nào chiến thắng người xâm nhập kia, chẳng sợ cửa vào khu vực trong lòng đất, còn có B-Lip danh sách 7 có thể hỗ trợ, cũng là như thế. Lại tiếp tục chiến đấu như vậy, Heo lát tin tưởng bản thân chỉ có chờ độc phát hoạt trọng thương mất khống chế hai loại kết cục này. Một khi đã quyết định chạy trốn, hắn sẽ không đi quản Katy còn sống. Glenn mới vừa ở lưu đầy ổn định thân hình thấy một màn như vậy, lúc này khẽ ngẩng đầu, hé miệng, phát ra một tiếng rít nhân loại không thể nghe thấy. Ông! Heo lát đầu mê muội một trận, bước chân lập tức dừng một chút, vùng da coi như còn lành lặn bên ngoài thân mọc lên bọc nước trong suốt rậm rạp đây là dấu hiệu giai đoạn trước khi mất khống chế. Nhưng hắn nhanh chóng hoảng lại, tiếp tục chạy như điên, trốn ra bãi cỏ bên ngoài biệt thự. Thật sự là khó giết mà. Lên vì tránh xảy ra ngoài ý muốn, không có đuổi theo. Hắn ta nhớ rõ mục đích của mình là cứu người, mà không phải thanh lý phi phàm giả đọa lạc này. Càng quan trọng hơn là, hắn ta hiện tại tiêu hao khá lớn, lại bị thương không nhẹ hại, nếu đuổi theo, chưa chắc có thể chống đỡ được heo lát điên cùng vồ đến lên búng ngón tay, bắn ra một viên đạn không khí. Viên đạn nọ bắn vào đầu Katy, chấm dứt các loại đau đớn của cô ta. Ngay sau đó, lên xoay người bay về phía cửa vào khu vực trong lòng đất. Belip để râu quai nón vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài, nhưng không dám tự tiện rời khỏi vị trí, sợ bị đồng bọn của người xâm nhập nhân cơ hội xông vào địa lao. Giờ này khắc này, hắn cầm súng trường hơi nước cao áp cùng mở ra linh thị bị tiếng nổ dọa sợ trở nên cực kỳ căng thẳng bất chợt hắn thấy u linh uy nghiêm bay tới không chút do dự liền nâng súng trường lên nhấn cò súng phành sương trắng từ trong nòng súng phun ra một viên đạn và nhạt sắc nhọn lấy tốc độ kinh người bắn về phía trước glenn sớm có chuẩn bị sớm có dự cảm trực giác ở trước khi lít nổ súng đã vòng ra một đường cong không lớn viên đạn nọ xuyên qua đại sảnh bắn thủng cửa chính bay ra bên ngoài mà cùng lúc đó Belip lao ra nơi phòng thủ, một bên cầm súng trường hơi nước cao áp, bày ra tư thái uy hiếp, một bên di động rất nhanh về phía cửa lớn. Hắn tin tưởng người xâm nhập có thể giải quyết heo lát, Cathy cùng Parker liên thủ, khẳng định cũng có thể thoải mái xử lý mình. Hơn nữa, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy tất nhiên dẫn tới chú ý, nói không chừng có kẻ trừng phạt lại đây xem xét, cho nên, duy nhất lựa chọn là Chạy Lên lại phát ra một tiếng tiếng rít vô hình, làm cho đối phương giống như bị chùi y sắt đập vào đầu, trước mắt có vô số sao vàng bay múa, trong mũi chảy xuống dòng máu. Nhưng cái này vẫn không ngăn cản B-Lip chạy trốn. Sau khi nổ súng ngăn cản Glenn, hắn đã chạy vào đại sảnh, liên tục lăn lộn ra tới gần cửa. Glenn hơi nhất cân nhắc rồi bỏ qua đuổi theo cùng chiến đấu, tắt đi Vangas gas, đi đến cửa vào khu vực trong lòng đất, bốc bốc liên tục bốn ngón tay, phành phành phành. Từng viên đạn không khí bắn lên trên vách tường vô hình dần dần tan rã, cấm đoán. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân Glenn có gan làm ra vụ nổ khí gas, có gan sử dụng bình độc tố sinh vật, có hiệu quả, cấm đoán của heo lát đối với nhà giam trong lòng đất tồn tại, chỉ cần không phải công kích chính diện, hắn ta cũng không cần lo lắng sẽ ngộ thương đến những cô gái đáng thương này. Hắn ta phá đi khóa cửa, bay vào địa lao, căn cứ hình ảnh gợi ý từ bói toán trước đó, tìm đến nhà giam đang giam giữ Daisy, si sau đó xác nhận đối phương tạm thời không bị thương tổn quá lớn, còn có năng lực hành động. tiếp theo, thân thể hắn ta hư hóa, dung nhập cửa sắt. soạn 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 soạn, 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 soạn. từng chiếc cửa sắt lần lượt mở ra với tốc độ rất nhanh, tựa như có u linh vô hình đang đi mở khóa chúng nó. soạn 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 soạn, soạn. một bên chấm dứt, lại đến mặt một bên khác. Các cô gái như Daisy si trước bị tiếng nổ bên ngoài làm cho kinh sợ, qua một hồi, lại ngạc nhiên phát hiện cửa nhà lao rộng mở khó hiểu, lại không có ai tiến vào, mình tựa như có thể rời đi bất cứ lúc nào. Các cô gái vừa bị bắt đến không bao lâu, còn chưa bị bộ phận dạy dỗ đánh đòn gì bao nhiêu, đứng dậy đi ra ngoài, một đường thử thăm dò chạy tới cửa ra khu vực trong lòng đất. Họ xuyên qua đại sảnh sau vụ nổ chỉ bị hao tổn rất nhỏ, rời khỏi biệt thự đang bị lửa thiêu đốt ngày càng mạnh chạy nhanh về phía tự do. Thẳng ra đến trên đường cái, các cô gái Daisy si mới nhớ nhìn lại. Trong khi nhìn lại, họ mơ hồ thấy trên đỉnh chóp của tòa nhà tội ác kia đang đứng thẳng một bóng người uy nghiêm mặt khôi giáp toàn màu đen, đầu đội vương miệng tối đen. Trào! Áo choàng sau lưng bóng người nọ vô thanh vô tức phiêu đảng bay lên. Bọn họ nhớ kỹ cảnh tượng này, không quá tín nhiệm cảnh sát mà tìm kiếm giáo đường ở phụ cận. Lên về lại nhà ăn ngọn lửa đang tán loạn, khó bụi tràn ngập, phát hiện đặc tính phi phàm của Parker cùng Katy vừa có dấu hiệu phân ra. Hắn ta kiểm tra vật phẩm hai người mang theo, xác nhận tuyệt đại bộ phận đều đã tổn hại, ngay cả tiền mặt cũng đã cháy đen. Lên nhảy mạnh về phía trước, đi vào lầu 2 lầu 3, rất nhanh tuần tra một lần, muốn tìm manh mối tương ứng. Hắn ta không thử thông linh, bởi vì thời gian có hạn, mà đi lên phía trên sương mù xám, không phù hợp với nhu cầu, chào cảm ơn, kế tiếp của hắn ta ngay cả một đầu mục nhỏ cũng bị yêu cầu phải giữ bí mật nhân vật quan trọng này khẳng định cũng có hạn chế tương ứng không phải muốn thông linh là có thể thông linh mà thao tác trước đó quá rườm rà quá phiền toái không thích hợp với hiện tại lên chấm dứt ra xét không có thu hoạch gì tùy tay cầm lên bộ bài tarot sau khi trở lại nhà ăn rách nát cháy đen hắn ta lấy ra toàn bộ lá bài trong bộ bài tarot đi đến bên cạnh thi thể capin tiếp theo anh chuyên môn lấy ra hai lá mang những lá còn lại rào rào rải lên trên người Capin. Làm xong một bước này, hắn ta mang hai lá bài taro chuyên môn rút ra kia, đặt lên trên hai mắt của Capin. Đến lúc này, đặc tính phi phạm của Parker cùng Cathy đã tách ra. Mấy chục giây sau, giữa không trung bên ngoài biệt thự đột nhiên xé ra một cánh cửa hư ảo, mặt trên giăng kính phù hiệu phức tạp. Cánh cửa không tiếng động rộng mở, đi ra một người nam anh tuấn mặc lễ phục, hắn ta chừng 40 tuổi, thành thục mà tao nhã. Hắn ta có hai con ngươi màu vàng, chỉ đảo qua đã tập trung vào nhà ăn hiện trường hỏa hoạn. Đúng lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, một bóng người cao tốc bay đến. Đó là một ông lão đội mũ mềm màu đen, mắt màu bạc cực kỳ nghiêm túc, ông ta mặc trường bào màu đen theo phù hiệu phong bạo, đúng là giám mục quan trọng của Phong Bạo Giáo hội, đại giám mục giáo khu Bắc Lừng, thần chi ca giả Tese Snake. Sao ông lại tới đây? Acer trầm giọng hỏi sự kiện phi phàm khu giao ốc thuộc sở hữu nhà thờ lớn thánh phong quản lý cho nên hắn có tư cách hỏi như vậy người nam anh tuấn kia sắc mặt không tốt lắm hồi đáp tôi ở ngay phụ cận nơi này khá gần khu tây hai người không nói thêm gì nữa đồng thời hạ xuống mặt đất tiến vào hiện trường vụ nổ một trận gió lốc mãnh liệt theo đó bùng lên đã trực tiếp mang ngọn lửa cuốn đi dẫn đến chỗ suối phun nhân tạo bên ngoài ngọn gió này giống như có được sinh mệnh cùng trí tuệ của chính mình. Hai vị cường giả nửa người nửa thần lập tức thấy Kati đầu trúng đạn, da thịt cháy đen; thấy Parker cùng người khác dây dưa cùng một chỗ, đầu lõm xuống vỡ nát; cũng thấy pin trên người rải đầy bài taro, thấy hai lá chủ bài trên mặt của tên buôn người này, đó phân biệt là lá bài thẩm phán, thiên sứ thổi kèn cùng lá bài hoàng đế, mặt khôi giáp đầu đội mũ miệng. Hầu như là cùng lúc, giám mục Sned cùng người nam anh tuấn kia có phát hiện chợt quay đầu ra bên ngoài. Bọn họ phát hiện trên đỉnh chóp tòa nhà bên cạnh biệt thự, có một bóng người uy nghiêm bao trùm khôi giáp màu đen, đầu đội vương miệng tối đen. Bóng người nọ nhẹ nhàng gật đầu, áo choàng theo đó tung bay lên. Tiếp theo, hắn biến mất không hề có dấu hiệu, ngay ở trước mắt hai vị cường giả danh sách cao. Xẹt một cái, đêm đầu đông chợt sáng lên một tia chớp màu trắng bạc hình nhánh cây. Nó không có đánh trúng, chỉ là xẹt qua giữa không trung, mang khu vực xung quanh chỗ lên vừa đứng chiếu sáng như ban ngày hiện ra rõ ràng thần chi ca giả tay thu hồi tầm mắt sắc mặt trầm xuống nói nhỏ nói hoa hồng học phái không phải quan hồn cũng không phải sinh vật bất tử chân chính người nam trung niên có một đôi con ngươi màu vàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn thi thể capin một cái rồi nói dùng bài taro bao trùm ở thi thể mục tiêu đây là lần thứ hai phát sinh án cùng loại trong hai tháng gần đây lần đầu tiên là khi nào? Hồng y giáo chủ Sned trầm giọng hỏi. người nam trung niên mặc lễ phục thẳng tắp ho nhẹ một tiếng rồi nói. lần mà chân thực tạo vật chủ tí đồ mượn dùng một tội phạm lừa đảo buông xuống. vậy không phải hoa hồng học phái? Hồng y giáo chủ Sned đưa ra phán đoán khẳng định. tổ chức tín ngưỡng tà thần này, tuy nhiên ai cũng không muốn gặp ai, nhưng sẽ không cố ý đi phá hoại chuyện cùng loại ngược lại sẽ có một loại tâm tính chờ đợi đối phương quấy đục thế cục trước. Tôi cũng cho rằng như vậy, có lẽ là một tổ chức bí ẩn mới xuất hiện, đặc thù của bọn họ chính là trải đầy bài taro ở trên người mục tiêu. Người nam trung niên anh Tuấn kia cười cười nói, mà phương thức bài taro trình diễn khác nhau tựa như biểu đạt ý tứ khác nhau. Trên mặt của thi thể này chỉ cái hai lá bài, một lá thẩm phán, một lá hoàng đế, thẩm phán là động cơ cùng mục đích mà hoàng đế là danh hiệu trong tổ chức của người vừa rồi. Đương nhiên, cái này còn có thể là một loại nghi thức. Hồng y giáo chủ Snape không có trả lời, nhìn quanh một vòng rồi nói. Để chúng tôi nhìn xem nơi này đến cùng đã xảy ra cái gì. Thẳng đến lúc này, nhóm kẻ trừng phạt đầu tiên mới đuổi tới biệt thự Capin. Phía trên sương mù xám, Clint chỉ dùng ba lượt người giấy thế thân, chưa đạt đến cực hạn đang dùng biện pháp bói toán xác nhận Daisy si đã được an toàn. Daisy si có thể thuận lợi về nhà. Tay trái hắn ta cầm con lắc, nhắm mắt lại đọc thầm một câu. Sau khi đọc bảy lần, Glenn mở mắt thấy con lắc thạch anh đang chuyển động nghịch kim đồng hồ, nhưng biên độ nhỏ nhất, tốc độ rất chậm. Cái này thể hiện lịch trình Daisy si về nhà còn có một chút khúc chiết, nhưng hầu như có thể bỏ qua. Glenn suy luận ra gợi ý, buông xuống lo lắng cuối cùng. Hắn ta sau đó nhìn về hai vật phẩm đặt ở phía trước, chúng nó đều tản ra ánh sáng linh tính tương đối mãnh liệt. Một món trong đó là hình lăng trụ lục giác bán trong suốt màu lam nhạt, bên trong khi có hào quang nhẹ nhẹ xẹt qua, giống như tia chớp đến từ ở chỗ sâu trong ý thức, đây là đặc tính phi phàm ca lưu lại. Một món khác thuộc về Parker trước đó không thể phát huy tác dụng trong chiến đấu, đặc tính phi phàm của hắn co rút thành một nắm, giống như nắm tay trẻ nhỏ vậy. Cái nắm tay này từ tạo thành ba loại màu sắc, đo cùng đỏ sậm quấn quanh mảng lớn trắng bạc. Glenn không có do dự, lúc này thể hiện ra giấy bút, chuẩn bị mượn dùng bói toán hai món đặc tính vi phạm này để có được phối phương ma dược. Trước khi hắn ta tấn thăng danh sách 7, bởi vì đặc tính vi phạm lưu lại có nhiều ảnh hưởng thêm vào, cho nên hầu như không có cách nào để bói toán phối phương, chẳng sợ có không gian thần bí này bài trừ quấy nhiễu cùng nâng lên năng lực bói toán của hắn ta ở một trình độ nhất định, cũng không được. Cho nên, lên trong quá khứ chỉ có một biện pháp thông linh này chờ trở thành ma thuật sư, hắn ta mới ở phía trên sương mù xám, bước đầu có năng lực bói toán đặc tính phi phàm lưu lại, chỉ là đại khái cũng có tỷ lệ sẽ không thành công. Lúc này đây, không có ngoại lệ, lên xấu hổ thất bại. Bất quá anh cũng có thu hoạch nhất định, đó chính là biết rõ tên danh sách đối ứng với hai đặc tính phi phàm này. Tắc cơ là quan trị an danh sách 8, Katy là kẻ thẩm vấn danh sách 7. Cái này không phải đường tắt trọng tài giả, sao? đường tắt này nắm giữ ở trong tay vương thất quân đội cùng số ít gia đình quý tộc ruen tương đối xa xưa mà chuyện bọn họ tiết lộ phối phương cùng tài liệu phi phàm ra ngoài quản chế tương đương nghiêm khắc chẳng lẽ trong những cô gái mà capin bắt cóc này có một bộ phận sẽ bị đưa đến trang viên vị quý tộc nào đó nhưng bọn họ không đáng vì hưởng thụ cái này mà phái ra bốn phi phàm giả đến trợ giúp capin cái này rõ ràng không đúng theo lát lợi hại hơn không ít so với katy có lẽ danh sách sáu đường tắt này sau khi mang bao tay kia, thậm chí có khả năng đạt tới danh sách năm. chẳng lẽ liên quan đến một ít hiến tế đẫm máu tà dị, cho nên không thể bại lộ. trừ bỏ trong vương quốc, gia tộc Casilla Phenibobo cũng nắm giữ con đường phi phàm này, cùng truyền đến hệ thống quân đội cùng tình báo bọn họ. không biết là liên lụy tới án gián điệp gì nữa đây. lên thử bói toán vài suy đoán của mình, lại thu được kết quả thất bại. hắn ta tạm thời mang việc này quẳng ra sau đầu ngược lại khẽ gõ mép bàn dài đồng xanh, lẩm bẩm không tiếng động. Chỉ cần có phối phương, có tài liệu phụ trợ tương ứng, hai phần đặc tính phi phàm này là phân biệt có thể làm cho người ta trở thành quan trị an, danh sách 8 cùng, kẻ thẩm vấn, danh sách 7. Bạn của tiểu thư, ma thuật sư, tên là Hiêu Kia, tự như đang thiếu tài liệu phi phàm, quan trị an. Lần sau có thể thông qua thế giới, mang phần của cơ bán cho tiểu thư, ma thuật sư, mau chóng tích góp phí dụng tài liệu danh sách người không mặt mà mình cần. Luôn thông qua thế giới, hình như cũng không quá thích hợp, lần này mình cố ý để lại bài taro, tiểu thư, chính nghĩa, nếu nghe qua chuyện này, khẳng định sẽ cho rằng là quyến giả của mình làm. Rồi từ ngu giả tiên sinh giúp hắn bán là tốt rồi. Lên nhanh chóng xác định phương án, cùng để đặt tính phi phàm, quan trị an cùng kẻ thẩm vấn tự bay vào trong góc, chất vào trong đống đồ linh tinh cũng không biết danh sách 6 cùng danh sách 5 đường tắt, trọng tài giả, phân biệt gọi là gì. Có cảm giác lợi dụng trật tự cùng pháp luật. Pháp quan. Lên thu hồi suy nghĩ, hơi nhắm mắt lại, cẩn thận thẩm tra trạng thái bản thân. Linh tính của hắn ta lại trở nên hoạt bát, ma dược bị khuấy động, cảm giác đang tiêu hóa nhanh hơn. Lúc này đây, anh bằng vào trực giác tin tưởng, tuyệt đại bộ phận quy tắc ma thuật sư mình đã tổng kết ra, còn lại một ít chi tiết không có cũng không sao, sẽ không quá ảnh hưởng đến tiến độ tiêu hóa. Thể hiện ra bút máy cùng tấm da dê, lên dựa vào ký ức viết ra. Quy tắc ma thuật sư một Không biểu diễn mà không có chuẩn bị hai Khiêu chiến không có khả năng, chẳng sợ kết quả cuối cùng chỉ là giả dối. lên cho rằng, hai điều này là trung tâm nhất của quy tắc ma thuật sư, nắm chắc chúng là nắm chắc mấu chốt, những cái còn lại là bổ sung cùng hoàn thiện đối với chúng. 3. Phải chủ động biểu diễn 4. Tận lực được người xem ủng hộ 5. Nắm trong tay lực chú ý của mục tiêu Buông bút máy màu đỏ sậm xuống, lên xem từ đầu tới đuôi một lần, tự mình phán đoán. Sắm vai thông thường kết hợp 3 đến 4 lần chủ động, biểu diễn, đủ để cho mình ở trước năm mới tiêu hóa hết ma dược, ma thuật sư, nếu ở trong đó lại có một lần, biểu diễn, khiêu chiến không có khả năng, tiến độ còn có thể càng nhanh một chút. Cái này nhắm chừng chính là tốc độ mình hy vọng đạt tới. Lúc này cách ngày 1 một tháng 1 một năm 1350, còn chừng 2 tháng. Làm xong tất cả cái này, Glenn dây dây thái dương, chuẩn bị quay về thế giới hiện thực. Sau khi mang lá bài khắc hoàng đế, bình độc tố sinh vật các vật phẩm để lại, anh bỗng nhiên cười một tiếng, tự dẻo nói. Thiêu chiến không có khả năng. Cái này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trong thanh âm quanh quẩn, bóng dáng của Glenn biến mất ở phía trên sương mù xám trong khách sạn giá rẻ khu vực cầu Bắc Lừng, anh chợt mở ra hai mắt, thấy ánh nến của nghi thức tự mình triệu hồi chính mình. Xử lý xung quanh rất nhanh, lên mặt vào áo dắt kép công nhân giày vừa bỏ ra bốn mua, đi tới bên cửa sổ. Anh bưng lên ly trà ngọc mua trước đó, nhìn cái bóng của mình phản chiếu ở trên cửa sổ, lộ ra nụ cười từ đáy lòng, thấp giọng lẩm bẩm. Cụng ly. Vừa dứt lời, anh dùng cái ly trong tay cụng vào cửa thủy tinh, sau đó ngửa cổ một hơi uống cạn. Ngay sau đó, anh nhàn nhã rời khỏi khách sạn, đèn đường khí gas phụ cận đã sáng lên, người đi đường lui tới cùng xe ngựa bận rộn, đối với vụ nổ ở chỗ giao giới khu giao ốc cùng khu Tây không hề có cảm giác. Lên bước chậm tới gần quán bar Braver, quanh quẩn một hồi, đợi tới 7 giờ 58 thì gõ cánh cửa tụ hội phi phàm giả của ông lão trí tuệ chi nhãn kia. Anh mang vào mặt nạ sắt, mặc vào trường bào có mũ trùng, không có biểu hiện gì đặc biệt, bình bình thường thường. Cùng lúc đó, Hiêu mỗi đêm đều sẽ cố định đi địa phương khác nhau kiểm tra một ít ký hiệu liên lạc thấy được một dấu hiệu trước đây chưa bao giờ xuất hiện. Nó thuộc về người nam mặt nạ hoàng kim ở trong tụ hội ngài A triệu tập, mượn tay người khác, mang phối phương, quan trị ăn, bán cho cô. Nó là dấu hiệu khẩn cấp gặp mặt. Trước đó vẫn không tìm mình, mình cũng làm bộ như không có gì, thế nào lại đột nhiên. Hiêu nghĩ nghĩ, quyết định vẫn đi xem một cái. Người nam mặc nạ hoàng kim kia hứa hẹn sẽ cho cô một ít nhiệm vụ, để cho cô kiếm đủ tiền tài, đến chỗ của hắn ta đổi lấy tài liệu phi phàm tương ứng. Vì thế, Hiêu thay đổi vị trí, đánh dấu thời gian cùng địa điểm gặp mặt. Nửa giờ sau, trong một ngõ nhỏ hẻo lánh nhưng bốn phía thông suốt, Hiêu âm thầm quan sát một lúc rồi đi ra khỏi vị trí ẩn nấp, đi về phía người nam mang mặt nạ hoàng kim kia. Người nam nọ vẫn mặc áo bành tô màu đen, đôi mắt màu nâu nhạt đảo qua đỉnh đầu Hiêu nói: có một nhiệm vụ cho cô. Độ khó cùng thù lao. Hiêu thành thạo hỏi. Người nam nọ đẩy đây mặt nạ như làm từ hoàng kim. Không có nguy hiểm gì, nhưng khả năng có nguy hiểm rất lớn, hoàn toàn phải xem chính cô làm như thế nào. Thù lao sơ kỳ là 30 bản, nếu cô có thể lấy được tình báo hữu dụng, tôi thậm chí có thể trực tiếp cho cô một món tài liệu phi phàm đối ứng quan trị an. Nhiệm vụ gì? Hiêu hơi nhíu mày nói người nam mang mặt nạ hoàng kim ánh mắt trầm xuống nói. Thông qua con đường của cô, tìm hiểu gần đây có ai muốn nghe ngóng về chuyện của Capin. Capin. Tên buôn lậu kia. Hiêu ngạc nhiên hỏi lại. Nam nhân mang mặt nạ hoàng kim gật gật đầu. Đúng vậy. Tôi cự tuyệt nhiệm vụ này, tôi rất chán ghét hắn ta. Hiêu tập lức từ chối. Người nam đối diện A một tiếng. Không phải làm việc cho Capin. Bởi vì hắn ta đã chết. Đã chết. Hiêu nhất thời có chút phát mộng. Hắn ta chết ở trong nhà của mình, trên người rải đầy lá bài taro, trên mặt tổng cộng có hai lá, một là thẩm phán, một là hoàng đế, đúng rồi. Cô thuận tiện lưu ý mấy năm gần đây có chuyện nào liên quan đến bài taro mà không có báo cho cảnh sát hay không, người nam mang mặt nạ hoàng kim bổ sung. Khu giao ốt, trong căn nhà mà Hiêu cùng Phớt thuê. Phớt vừa xác định mở đầu sách mới, tâm tình không tệ chuẩn bị thưởng cho bản thân một điếu thuốc lá, lúc này Hiêu đẩy cửa tiến vào phòng sách. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Hiêu hít hít nói. Phất thấy trên mặt bạn có vẻ nghi hoặc, không có tranh cãi, mà chuyển hỏi. Cậu hình như đang có chuyện. Hiêu cào cào máu tóc thô vàng của mình, đặt mông ngồi lên trên ghế. Người liên lạc với mình, chính là người thông qua người khác bán cho mình phối phương, quan trị an ở trong tụ hội do ngài A triệu tập. Ông ta cho mình một nhiệm vụ coi như đơn giản, bắt đầu thù lao là 30 bản, cũng không biết phương diện này có dấu diếm nguy hiểm hay không. Phất hơi hồi tưởng rồi nói, người kia sau lưng hẳn có một tổ chức, nhưng vì sao lại muốn mượn sức của cậu, sẽ không sợ bị chỉ số thông minh của cậu liên lụy, làm cho toàn bộ tổ chức hoàn toàn bị diệt sao? Cậu cũng không có thứ gì để có thể bị mưu đồ, diện mạo miễn cưỡng còn được, nhưng vóc dáng quá lùn, đại khái chỉ có một cái mạng là có vẻ đáng giá. Ừm, nhiệm vụ là gì? Hiêu đã sớm quen bị bạn tốt đã kích, không để ý tới những lời phía trước, trực tiếp trả lời vấn đề ở sau. Điều tra gần đây có ai hỏi thăm chuyện của Capin? Capin? Cái tên buôn người nên bị treo cổ, không, nên bị thiêu chết ấy à? Phất tuy không phải thợ săn tiền thưởng, nhưng sưu tập tư liệu là bản năng của tác gia, cho nên cô thường xuyên sẽ nghe Hiêu kể lại những hiểu biết cùng lời đồn. Hiêu gật gật đầu, là hắn bất quá hắn đã chết, hình như còn chết hơi bị thảm. chết như thế nào? bị đâm từng nhát dao mà chết sao? phớt có chút cao hứng cùng hiếu kỳ hỏi. người kia không có miêu tả chi tiết, có lẽ ngày mai báo chí sẽ nói. suy nghĩ hai giây lại nói, hắn chỉ nói hiện trường tình huống đặc thù, nói thi thể pin bị rải đầy bài taro, trên mặt đặt lá bài thẩm phán cùng lá bài hoàng đế. lá bài thẩm phán ý tứ hẳn là tiến hành thẩm phán đối với capin kết quả là tử hình, lá bài, hoàng đế đại biểu cái gì? Thân phận của hung thủ kia, không, anh hùng kia. Phất vốn là tác gia theo bản năng suy luận về bố trí độc đáo ở nơi xảy ra vụ án. Đột nhiên, cô ta ngẩn ra một chút. Bài Taro Thi thể rải đầy bài Taro Phất chợt liên tưởng đến tổ chức bí ẩn mà mình vừa gia nhập không lâu. Hội Taro Không lẽ là thành viên nào đó trong chúng ta làm? cũng không có thành viên danh hiệu hoàng đế. Nếu quả thật đúng, đây là lần đầu tiên mình ở thế giới hiện thực phát hiện dấu vết hội Taro. Chúng ta không chỉ có là một tổ chức bí ẩn chỉ tồn tại ở phía trên sương mù xám. Phất suy nghĩ bốc lên, có bất ngờ cũng có sầu lo. Lên ở dưới người phục vụ dẫn dắt, tiến vào căn phòng quen thuộc kia. Trong phòng vẫn chỉ có một ngọn nến, ánh sáng mờ nhạt chiếu bốn phía giống như cảnh tượng trong chuyện quỷ quái, lại phối với một đám người thần bí mang trường bào màu đen, mặt nạ bằng sắt, loại không khí này lại càng thêm nồng hậu. Vừa bước vào nơi này, lên bỗng nhiên có chút cảm giác khó hiểu. Anh cảm thấy ánh nến lay động kia đang nhìn chầm chầm vào mình. Anh cảm thấy ngọn lửa kia sẽ bùng nổ ra, điểm hỏa tóc cùng trường bào của mình. Anh cảm thấy vải mành lẳng lặng rủ xuống ở trước cửa sổ nhô ra kia sẽ đột nhiên bung ra, bao phủ lấy thân thể của mình, bịt lấy miệng mũi đến không thể hô hấp mạnh mẽ ngột chết mình. Cái tình huống gì vậy? Lên ngạc nhiên, căng thẳng cao độ. Cái này không tính là dự cảm nguy hiểm, lại là trực giác khó có thể lãng tránh. Lên thật cẩn thận tìm vị trí ngồi xuống. Mông vừa chạm đến mặt ngoài ghế dựa, anh đã cảm giác ghế dựa nọ sẽ đột nhiên bùng nổ, từng cây gỗ nhọn thô to sẽ theo đó mà xỏ xuyên qua thân thể của mình. Điều này làm cho anh nghĩ tới vài video đã xem qua ở địa cầu, ghế ngồi chất lượng thấp bị áp cho nổ tung, cây gỗ cùng mảnh vụn đâm vào mông chủ nhân, chui vào bụng, toàn bộ cảnh tượng máu thịt mơ hồ, vô cùng thê thảm. Vì sao luôn sẽ có loại liên tưởng không tốt này? Chẳng lẽ là trong chiến đấu trước đó Linh Thể bị thương mang đến ảnh hưởng xấu? Lên có chút suy nghĩ nhìn quanh một vòng, phát hiện dược sư mập lần này cũng không có tới. Xảy ra chuyện gì? Hoặc là đã rời khỏi bắt lừng lên không tiếng động tự nói, nghe ông lão trí tuệ chi nhãn tuyên bố tụ hội bắt đầu. Trong thời gian kế tiếp, lên khi thì cảm thấy đèn treo trên trần nhà sẽ rơi xuống, đập vào trên đầu mình, khi thì cho rằng bàn trà trước mặt ông lão trí tuệ chi nhãn sẽ bỗng nhiên lướt ngang, tán vào mình, khi thì hoài nghi thành viên tụ hội bên cạnh tràn ngập ác ý, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ gây chuyện. Điều này làm cho anh đứng ngồi không yên, vừa cảnh giác vừa nghi hoặc, căn bản không có tâm tư nào lưu ý các loại giao dịch hoặc thành công hoặc thất bại. Nếu nói dự cảm nguy hiểm là điện thoại di động ngẫu nhiên chấn động vài cái, nhắc nhở người có tin nhắn, có điện thoại gọi đến, vậy hiện tại trực giác khó hiểu chẳng khác nào máy khoan điện thời khắc không ngừng, chung đến mình khó có thể thả lỏng, không thể chú ý vào chuyện gì. Lên ý đồ dây thái dương một chút, lại chạm vào mặt nạ sắc lạnh như băng. Nháy mắt này, anh cảm thấy mặt nạ sắc của mình đột nhiên lỏng xuống, áp sát vào khuôn mặt rồi nhập thẳng vào đại não thực là vì linh thể bị thương sinh ra ảo giác lên nhíu mày hắn ta nguyên bản muốn ở trên tụ hội lần này đưa ra thỉnh cầu mua não bộ dị biến cùng máu kẻ săn thiên diện thú nhưng thân ở trong tình huống như thế chỉ có thể cẩn thận bỏ qua tuy cấp bậc tụ hội mà ông lão trí tuệ chi nhãn tổ chức không cao đại khái có thể sẽ không có tin tức gì về loại quái vật kẻ săn thiên diện thú tương đối cao cấp này nhưng lên tin tưởng không ít thành viên nơi này còn tham gia tụ hội khác, có lẽ có thể tiếp xúc được tình báo cùng manh mối tương ứng. Trong lo sợ bất an, lên lấy tư thái người xem tham gia tụ hội lần này. Anh vừa cởi trường bào, bỏ đi mặt nạ, rời khỏi tòa nhà nọ, cái loại trực giác khó hiểu toàn bộ mọi người vật phẩm đều muốn hãm hại hắn trước đó lại biến mất, biến mất một cách quỷ dị. Cái này, lên đồng tử hơi co lại, xác nhận loại hiện tượng vừa rồi không phải xuất phát từ linh thể bị thương nếu không anh sẽ không thể trong ngoài hai loại trạng thái như vậy anh hoài nghi bên trong căn nhà cử hành tụ hội có một người hoặc vật tồn tại dị thường khủng bố nhìn không thấy cảm ứng không đến vì thế kích thích đến linh cảm trực giác của chim bạch gia cùng dự cảm nguy hiểm tên hề của mình nhưng bởi vì đối phương áp chế hoặc có chỗ đặc thù loại kích thích này lấy hình thức liên tưởng phong phú mà xuất hiện không làm cho mình cảnh giác sẽ là ai đây cái này thật quá đáng sợ, chỉ với tồn tại của bản thân, đã khiến cho mình có chút phản ứng cùng loại với mất khống chế. Lên bất động thanh sắc rời xa tòa nhà của ông lão, trí tuệ chi nhãn, đi về phía con đường gần nhất. Bỗng nhiên anh có suy đoán. Phụ cận đây là quán bar Braver, mình, tiểu thư Sarong cùng Madrid giết chết đám người quan hồn, Steve là phụ trách theo dõi khu vực xung quanh. Bọn họ tử vong tất nhiên sẽ làm cho cường giả danh sách cao hoa hồng học phái phẫn nộ, cùng đưa ánh mắt hướng về nơi này, đưa hướng phi phàm giả hoạt động ở phụ cận quán ba. Vừa rồi là người đó. May mà mình đêm nay để miễn bị bói toán ra đã sử dụng các vật phẩm như bình độc tố sinh vật cùng ghim cài áo mặt trời, đã mang chúng lưu ở phía trên sương mù xám. Nếu không, kết quả thật khó mà tưởng tượng. Ma thuật sư vừa hoàn thành một hồi biểu diễn không có khả năng sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Thế giới phi phàm giả thật nguy hiểm trong nhà thờ lớn thánh phong hồng y giáo chủ asusnet nhìn đội trưởng tiểu đội kẻ trừng phạt ở trước mặt đôi mắt bạc không chứa cảm xúc hỏi captain là ai vì sao biệt thự của hắn lại có nhà giam trong lòng đất vị đội trưởng tiểu đội kẻ trừng phạt kia lúc này hồi đáp một phú hào lời đồn có liên quan đến nhiều án mất tích của các cô gái hắn bị hoài nghi là buôn người lén buôn bán nô lệ nhà giam trong lòng đất kia chứng minh lời đồn nọ một tên buôn người vì sao lại được mấy phi phàm giả bảo hộ. Hơn nữa danh sách không tính thấp. Hồng y giáo chủ SNET truy hỏi. Thưa ngài, cái này còn chờ điều tra, chúng tôi ý đồ dùng thủ đoạn phi phàm tìm kiếm manh mối, nhưng đều thất bại. Đội trưởng tiểu đội kẻ trừng phạt trong lòng có chút trung sợ trả lời. Tôi cũng đã thử qua. Hồng y giáo chủ SNET không có trách cứ người này. Vị cao tầng phong bạo giáo hội này dừng một chút rồi nói tiếp tục truy tra việc này, còn nữa, tìm kiếm U Linh danh sách 6 hoặc là danh sách năm kia. Đợi cho cấp dưới rời đi, Hồng Y giáo chủ Snape cầm lên bút máy, ở trên bản ghi chép viết xuống vài đối tượng cần trọng điểm chú ý. Capin, buôn người, nghi thức bài taro, U Linh kỳ quái nhưng danh sách không quá cao, mưu đồ bí ẩn. Khu Quynh, trong biệt thự xa hoa nhà bá tước ho. Ari đang đợi nữ hầu cắt thực vật, bỗng nhiên nghe được phụ thân bá tước ho theo thói quen xem báo ở trong bữa sáng nở nụ cười nói capin đã chết hắn là ai vậy ari mở to hai mắt mở miệng hỏi thật ra nàng đối với capin là ai tuyệt không tò mò đơn thuần chỉ là phối hợp với phụ thân rõ ràng là có nhu cầu trao đổi cái này cũng là sở trường của cô con gái cũng là bản năng của kẻ độc tâm một phú ông có thể là dân buôn người hắn cùng người nào đó quan hệ không tệ A. À. Bá Tước Ho khẽ cười nói, tối hôm qua hắn bị người ta giết chết, hiện trường có dấu vết thẩm phán rõ ràng, toàn bộ báo chí đều xưng hô hung thủ kia là hiệp đạo, hiệp đạo Hắc Hoàng đế, từng. Đây là lấy danh hiệu kẻ thống trị đế quốc Solomon cổ đại mà đặt tên cho hắn ta. Hiệp đạo. Hiệp đạo Hắc Hoàng đế. Hắc Hoàng đế. Ari nháy mắt đã liên tưởng đến thẻ bán bổ trước mắt thuộc về ngu giả tiên sinh đây là vật phẩm tầng cao nhất mà nàng từng tiếp xúc qua cho tới giờ. Nàng bỗng nhiên đối với án ca pin bị giết có hứng thú. Nghe qua thực có ý tứ, tuy cái này không hợp pháp, nhưng con muốn nói một tiếng, hiệp đạo kia làm thực đẹp mắt, ô, ba ba, quá trình thì sao? Ngành đối ứng của cảnh sát cùng giáo hội không có lộ ra chi tiết cụ thể, ba cũng chưa gặp mặt cùng bọn họ, trên báo chí là miêu tả như thế này, hiệp đạo mặt khôi giáp màu đen, đội vương miệng tối đen, phía sau có áo choàng cùng màu, hắn ta tiến vào biệt thự Capin, không chỉ đánh cắp toàn bộ tài vật trong tủ bảo hiểm, còn đánh cắp sinh mệnh Capin cùng những tay sai đầy tội ác của hắn, giải cứu các thiếu nữ bị nhốt ở nhà giam trong lòng đất, hắn trải đầy bài taro ở trên người Capin, bắt mắt nhất là hai lá ở trên mặt, một lá là thẩm phán, một lá là hoàng đế. Bá tước ho cầm tờ báo, mỉm cười miêu tả. Bài Taro, lá bài, thẩm phán, cùng lá bài, hoàng đế ari mắt đột nhiên tỏa sáng nghe được miêu tả cảnh tượng quen thuộc nọ ari hầu như có thể xác nhận đây là quyến giả của ngu giả tiên sinh làm cô nhất thời có cảm giác xâm nhập cảm giác tham dự cùng cảm giác tự hào mãnh liệt đó là một tên buôn người bàn tay đẫm máu cùng tội ác lá bài thẩm phán là thể hiện tiến hành thẩm phán chính nghĩa đối với hắn kết quả phán quyết là hình phạt treo cổ chặt đầu hình hoặc là hỏa thiêu lá bài hoàng đế hẳn là tượng trưng cho thân phận đây là vị quyến giả đã lẻn vào nhà bảo tàng vương quốc đánh cắp lá bài hắc hoàng đế trong khoảng thời gian ngắn ari miên man bất định cô vốn định truy hỏi càng nhiều tình tiết cùng quá trình chi tiết nhưng mà cô từ vẻ mặt giọng điệu cùng màu sắc cảm xúc của bá tước ho rõ ràng ba mình tạm thời còn chưa biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì đành phải để xuống nghi hoặc cùng tò mò chuẩn bị hỏi thăm từ chỗ bạn tốt công sang linh sần đảm nhiệm chức vụ tại mi chính hảo Tuy trực tiếp tìm Côn Sang hỏi rất phù hợp với hình tượng của mình ở phương diện này, nhưng đến như vậy, Thủy Chung vẫn có chút đột ngột, hơi mâu thuẫn với thân phận quý tộc, ô. Để cho Annie chuẩn bị mấy phần thư mời trà chiều, phân biệt đưa cho đám người Lê Linh, Côn Sang, Murray, Christine. Đại bộ phận bọn họ là người cảm thấy hứng thú đối với thần bí học, đối với xưng hô hiệp đạo, hắc hoàng đế này sẽ không thể không có cảm giác, ở dưới sự dẫn đường của mình, có thể giúp mình hỏi ra rất nhiều vấn đề mà mình không có tiện hỏi. Cứ quyết định như vậy. Ari thu hồi chú ý, tập trung ăn bữa sáng. Cô tin tưởng quyến giả của ngu giả tiên sinh sẽ không thuần túy là vì trừng phạt tà ác mà đối phó Capin. Cái này không phù hợp thân phận định vị của ông ta. Đương nhiên, nếu là mấy tháng trước, Ari vừa gia nhập hội Taro, khẳng định nguyện ý chấp nhận loại giải thích này. Nếu không cô sẽ không chọn lựa lá bài chính nghĩa để tượng trưng cho bản thân mà sau khi đã trải qua nhiều lần tụ hội, đã trải qua không ít chuyện, cô cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều, không hề đơn thuần như vậy nữa. Cô cho rằng bên trong chuyện này tất nhiên tất dấu nhân tố càng thêm mấu chốt càng thêm bản chất, ví dụ như ca pin liên quan đến vị tà thần nào đó, hoặc là tổ chức bí ẩn nào đó. Hy vọng Côn Sang có thể cung cấp tin tức hữu dụng. Ari tràn đầy chờ mong nghĩ. Số 15 phố Min's, Glenn vừa ăn bánh mì trắng vết mức hoa quả, vừa lật xem báo hôm nay cái gì các bảo hiểm vừa xem anh đã thiếu chút nữa bật thốt lên suýt nửa cắn phải lưỡi mình không có mình không có đừng nói bừa vậy chứ lên lúc này ở trong lòng liên tục phủ định miêu tả mình đã đánh cắp toàn bộ tài vật ở trong các bảo hiểm lúc ấy tình huống gấp gáp vì thu được manh mối anh tuy tìm được các bảo hiểm nhưng chỉ tiến vào xem thử có văn kiện cùng chứng cứ quan trọng hay không chứ không có lấy đi tài vật gì hơn nữa còn nhanh chóng rời khỏi nơi đó chuyển sang phòng khác đương nhiên trạng thái linh thể của glenn ở trong vụ nổ khí gas cũng chịu thương tổn nhất định tổng sức nặng vật phẩm có thể mang theo hạ xuống không ít trong các bảo hiểm của capin lại chỉ có vàng thỏi châu báu giấy tờ nhà đất cùng một số đồ cổ hoặc là không tiện lấy đi hoặc là không có cách nào bán đi có lẽ hắn ta còn có chỗ chuyên môn để tiền mặt đáng tiếc mình không có thấy cũng không có thời gian đi tìm lên không tiếng động nói thầm một câu, xác nhận phân chia toàn bộ tài vật trong các bảo hiểm là người điều tra nào đó đến tiếp sau. Anh tiếp tục xem báo, uống ngụm hồng trà, chậm rãi thở hắt ra, ở trong lòng cười nói. Hiệp đạo, hắc hoàng đế, xưng hô này mình thích. Dùng xong bữa sáng, lên mặc vào vét đuôi tôm rất nặng, lấy mũ dạ tơ lụa cùng ba tông màu đen, mở cửa rời khỏi phố Minsk, đi tới ngõ Broken Acer khu đông. Đó là nơi Daisy si mất tích ngày hôm qua sau khi xác định kế hoạch, trước khi hành động, anh còn cố ý đi ngõ Broken Acer một chuyến, thật sự tìm kiếm dấu vết để lại, cùng gõ cửa không ít nhà xung quanh, hỏi bọn họ có thấy cô gái tương tự như Daisy hay không. Tuy Klein cho rằng phi phạm giả chính phủ tiếp nhận sẽ không cảm thấy gia đình bần cùng khốn khổ này mời được một vị hiệp đạo ít nhất có thực lực danh sách 6, đại khái sẽ mang phương hướng điều tra đặt ở trên bí ẩn liên quan đến Capin, cùng với chuyện tai gần đây đã hỏi thăm chuyện của capin những hạng mục điều tra này nhưng anh vẫn cẩn thận quyết định bắt đầu biểu diễn thì sẽ tận lực diễn đủ bộ lỡ như vị chấp pháp nào đầu óc co rút tính điều tra ở phương diện này thì sao có gia đình có lẽ còn có chút tích tụ có thể mời được thám tử càng tốt hơn khác mình một người có lòng tốt hôm qua mới tiếp nhận xác suất bị hoài nghi cực thấp chỉ cần không bị hoài nghi sẽ không tiến hành so sánh với biểu hiện của mình trong án ra nút lần trước hơn nữa, lần trước xúc động là kẻ gác đêm, cùng ngành đặc thù từ quân đội phụ trợ, lần này ở khu giao ốt tiếp nhận hẳn là kẻ trừng phạt, giữa bọn họ câu thông sẽ không thông thuận như vậy. Từng, đám người Cati cùng cơ thuộc về đường tắc, trọng tài giả, cũng không biết phía quân đội sẽ nhúng tay vào hay không. Từng là kẻ gác đêm, tôi lên đối với hình thức hành vi, phong cách làm việc cùng thói quen điều tra của vài tổ chức chính phủ, có đủ hiểu biết. Đơn giản mà nói mình có được năng lực phản điều tra xuất sắc. lên cười tự dẻo, đi lên xe ngựa. Anh phải tiếp tục đi điều tra án mất tích của Daisy. Si. Bởi vì anh là một thám tử tư bình thường còn chưa có xác nhận Daisy si mất tích có liên quan đến Capin hay không. 9 giờ sáng, Daisy si ở dưới cảnh sát phụ trách khu vực xung quanh đi theo, quay trở về căn nhà trọ cũ nát. Cô bé tối hôm qua ở cùng với những cô gái đáng thương kia, được an trí ở trong những giáo đường khu giao ốt cùng tiếp nhận thẩm vấn tương ứng, bao gồm cảnh tượng khi họ trốn ra, họ quay đầu thấy cái gì, họ phân biệt ở chỗ nào, tình huống gia đình như thế nào, có quen biết với bạn bè gì cảm giác không quá bình thường, vân vân và vân vân. Daisy si còn ở trong cảm xúc kinh hoảng cùng sợ hãi trả lời chi tiết vấn đề này. Sau đó, không có ai tìm đến cô bé nữa. Cô ngủ qua đêm, tới sáng sớm được đưa đến khu đông, giao cho ngài cảnh sát hung ác mà cô thường xuyên thấy kia. Một đường này, Daisy si không dám nói lời nào, hơi có chút nơm nớp lo sợ. Chờ tiếng vào căn nhà trọ của mình, cô bé mới cảm giác thoải mái một chút. Cô vừa bước vào cửa phòng, còn chưa kịp xuyên thấu qua lớp quần áo ẩm ướt tìm mẹ và chị, đã nghe được một tiếng thét chói tai. Daisy, si. Freya buông việc trong tay, giống một con nai con nhanh nhẹn, tránh né quần áo trong không trung cùng tạp vật trên đất, nhanh chạy tới cửa, ôm lấy em gái. Tiếp theo, cô buông tay ra, nước mắt chảy xuống vừa sợ vừa mừng đánh giá Daisy. Si. Em không sao chứ? Quá tốt rồi, em rốt cuộc đã trở lại. Ly cũng đứng lên từ sau bồn giặt quần áo, đưa tay xoa xoa ở trên quần áo của mình, lau mắt nói. Daisy, si, con mấy ngày nay đi nơi nào? Lúc này, vị cảnh sát kia nói xen vào nói. Cô bé bị bắt cóc, chúng tôi đã cứu cô bé trở về. Cảm ơn, cảm ơn các ngài. Các ngài quá, quá vĩ đại. Ly chảy nước mắt, dùng loạn từ ngữ. Cảnh sát nọ ho nhẹ hai tiếng nói: "Cái này là chức trách của chúng tôi. Mọi người mấy ngày gần đây có gặp người nào hoặc cái gì kỳ quái không?" Ly ngẩn ra một giây, vốn là tâm tính bớt một chuyện tính một chuyện, không muốn tăng thêm phiền toái liền nói: "Không có, thật sự không có." Cảnh sát nọ khoát tay áo nói: "Về sau chú ý chút. Chớ đi đường nhỏ không có ai." ông ta đã không chịu nổi ẩm ướt cùng các loại hương vị hỗn tạp nơi này, lập tức xoay người rời khỏi. Ly lại nhìn về phía con gái nhỏ, đi nhanh đến bên con mình, đưa tay xoa xoa ở trên mặt, ôm lấy cổ Daisy. Si. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cô chảy nước mắt thì thào nói nhỏ, không có hỏi Daisy si có bị thương tổn hay không. Daisy si hơi chút thả lỏng, nức nở khóc lên. Bên cạnh Freya cũng rơi lệ theo, vương hai tay, ôm lấy mẹ cùng em gái ba mẹ con khóc một trận đều tự thả lỏng rời ra. ly lại lau mắt nói trước giặt là quần áo đã còn rất nhiều. daisy si vừa được giải cứu gật gật đầu nhanh chóng đầu nhập vào trong công việc bận rộn mãi cho đến giữa trưa họ cắn bánh mì đen uống nước trà hầu như có thể xem là nước trắng. ly mới rảnh rỗi hỏi daisy si, con có bị thương không daisy si lắc đầu nói bọn họ chỉ đánh con vài cái vậy thật sự là quá tốt rồi cảnh sát giải cứu em ra sao ngày hôm qua có vị thám tử hảo tâm nguyện ý hỗ trợ miễn phí tìm em kết quả em hôm nay đã trở lại a à, sách vở của em còn ở chỗ ông ấy freya nói ly sớm có chuẩn bị nói mẹ sẽ gọi lão cô lơ quay lại nói cho vị thám tử kia con đã về nhà để cho hắn ta không cần bận rộn vì chuyện này nữa mặc kệ thế nào chúng ta cũng phải nói tiếng cảm ơn với hắn ta Daisy si buông lo lắng, ngược lại trả lời vấn đề của chị. Không, không phải cảnh sát, nơi đó đột nhiên xảy ra vụ nổ, khóa cửa chỗ tụi em cũng mở ra một cách kỳ quái, tụi em cứ như vậy chạy ra, có thấy trên nóc nhà đứng một quý ngài, có thể là quý cô. Người này mặc khôi giáp màu đen, đội vương miệng giống như mũ giáp, còn có áo choàng, cứ lẳng lặng như vậy nhìn chăm chú vào tụi em, đám người xấu kia không có ai đến ngăn cản, đuổi theo tụi em làm đạo sinh ở trường học miễn phí, lượng từ ngữ của Daisy si rõ ràng phong phú hơn so với mẹ mình. Một người như vậy đã cứu các con. Ly kinh ngạc hỏi ngược lại, Freya ở bên cạnh tò mò đợi đáp án. Daisy si thật sự gật đầu nói. Đúng vậy, người đó giống như là, như là các nhà thơ hay nói. Anh hùng. Anh hùng. Freya lẩm bẩm từ này, ánh mắt sáng ngời như sao. Trong một mật thất nào đó, một đám người cầm tư liệu cẩn thận đối chiếu so sánh án ra nút cùng án capin tìm kiếm điểm chung trong động cơ hành vi cùng thủ pháp gây án hai chuyện hoàn toàn không thể liên hệ cùng một chỗ điểm giống nhau duy nhất là tà ác hoặc là nói chiến thắng tội ác chủ nhân bài tarot bảo hộ chính nghĩa có người cảm thán nói có thể xác định là hai lần động thủ không phải một người thực lực khác nhau rõ ràng am hiểu càng thêm khác nhau tuy cái này có khả năng là danh sách bản thân đề cao nhưng hung thủ án ca pin thuộc về oán linh, hoặc là nói có thể chuyển sang trạng thái linh thể, cái này cũng không thông thường. Một người khác phân tích thu được đa số tán thành. Vì thế, người triệu tập tổng kết. Hai án, hai người khác nhau, lại đều trải bài taro, có lẽ là người sau bắt trước, như vậy chúng ta có thể mang mục tiêu tập trung ở người hiểu biết án ra nút, một khả năng khác có thể là tồn tại một tổ chức. Một tổ chức lấy bài taro làm tượng trưng. Khu quinh trong biệt thự xa hoa bá tước ho. Cà phê Feni Bobo Sendesi cao cấp nhất phiêu tán ra mùi hương nồng đậm, cùng hương vị tốt đẹp của hồng trà quyên giao hội thành một giai điệu làm cho người ta say mê, chúng nó lượng lờ giữa cái giá ba tầng thanh lịch, tô điểm cho từng phần món điểm tâm ngọt vừa mỹ vị vừa tinh xảo. Đây là buổi trà chiều của Ari. Nhóm bạn thân quý tộc của cô ở thần bí học đã đến theo hẹn, ngồi vây quanh cười cười nói nói. Trải qua Ari lặng yên dẫn đường, đám người mu đối với hiệp đạo hắc hoàng đế xuất hiện tối hôm qua sinh ra hứng thú mãnh liệt đều đưa ánh mắt hướng về đệ tử quý tộc côn sang linh sần đã gia nhập mi chính vị hắc hoàng đế kia đến tục cùng có năng lực phi phàm hay không kristin diện mạo ngọt ngào tò mò hỏi phụ thân bọn họ ít nhất là tử tước bọn họ để có thể thích thần bí học cũng phải có đủ địa vị cùng con đường hiểu biết lực lượng phi phàm cùng ma dược tồn tại nhưng bọn họ đều giống như ari lúc trước không muốn gia nhập kẻ gác đêm kẻ trừng phạt máy móc chi tâm cùng mi chính không muốn mang lượng lớn thời gian lãng phí ở trên chấp hành công vụ mà trừ cái đó ra gia tộc của bọn họ đều không thể so sánh với quý tộc xa xưa khi vương quốc ruen vừa thành lập cách cả ngàn năm trước thậm chí là ở kỷ đệ tứ cũng không có hoàn toàn tử trung với vương thất hoặc trở thành cao tầng quân đội nên không được ban cho phối phương chẳng sợ có tài liệu phi phàm cũng chưa chắc đã nhận ra được nhận ra được cũng không biết nên dùng như thế nào cái này hạn chế khả năng đám người mua rây, có trở thành phi phàm giả, làm cho bọn họ chỉ có thể hướng tới, cũng rất khó bước ra một bước mấu chốt kia. Về phần trưởng bối bọn họ có thu thập phối phương ma dược riêng, bồi dưỡng vài phi phàm giả thuộc về gia tộc hay không, vậy không phải là chuyện bọn họ có thể hiểu biết, dù sao cái này không được cho phép, thật để quốc vương bắt lấy nhược điểm, hoàn toàn có thể coi đây là lý do cướp đoạt tước vị. Đương nhiên, giờ này khắc này trong phòng khách, đã có hai kẻ phản bội, phân biệt là Ari đã tấn thăng kẻ độc tâm danh sách 8 cùng tử tước Lê Linh sưu tập được một món tài liệu phi phàm, không được bao lâu sẽ có thể trở thành dược sư. Công sang cao gầy trẻ tuổi uống ngụm cà phê rồi nói. Tôi không có trả lời trực tiếp, tôi chỉ nói cho mọi người một sự thật. Trong nhà ăn phát sinh chiến đấu trừ bỏ có dấu vết nổ khí gas, còn thông qua các loại biện pháp kiểm tra ra độc tố, thế thân, tiếng trích quán linh, viên đạn ngưng tụ lực lượng thần thánh các nguyên tố, đúng rồi, vị hắc hoàng đế kia, không, vị hiệp đạo kia, ở trong trạng thái u linh. Không giống như vị là đánh chết, cụ phong trung tướng Di Liên Dơ kia, cũng không giống như là vị giải quyết ra nút ở trong cống thoát nước. Đánh cắp lá bài hắc hoàng đế, chế tạo án ca tin là vị quyến giả thứ ba của ngu giả tiên sinh. Chỉ ở Bắc Lừng, hắn đã có ít nhất ba vị quyến giả. Hắn tổng cộng sẽ có bao nhiêu quyến giả? Ari trong lòng chợt động, cố ý ngay thơ hỏi nơi đó đã xảy ra chiến đấu siêu phàm kịch liệt à? Mù ở dưới dẫn đường của nàng, càng tiến một bước hỏi. Trong nhà ca có phi phàm giả. Phi phàm giả tương đối mạnh. Thậm chí không chỉ một người. Hắn chỉ là một tên buôn người mà. Tử tước Lê Linh bất giác biểu đạt sự nghi hoặc. Ari vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt cùng ánh mắt hiếu kỳ, kiên nhẫn chờ đợi Côn Sang trả lời. Côn Sang cười một tiếng rồi nói, Murray suy đoán là chính xác, tôi chỉ có thể nói nhiêu đây. Chẳng lẽ mọi người muốn tôi bị tổ trưởng giam lại? Trong nhà Capin có phi phàm giả tương đối mạnh, không chỉ một tên. Quả nhiên, hắn không phải một tên buôn người bình thường, hắn có lẽ liên quan đến rất nhiều sự kiện thần bí. Buôn người. Chẳng lẽ hắn có liên quan đến tà giáo hiến tế? Quyến giả của ngu giả tiên sinh ra tay là vì cái này. Ra nút lần đó cũng không khác gì, liên quan đến tà giáo, liên quan đến hiến tế, liên quan đến chân thực tạo vật chủ buông xuống. Sau lưng pin không biết là vị ấy tà thần tà giáo nào. Mục tiêu của ngu giả tiên sinh tựa như vẫn nhằm vào tà thần. Quả nhiên là đánh cờ giữa các thần linh sao. Hắn không biết đã phá hủy bao nhiêu việc lớn của tà thần rồi. Ari liên tưởng đến rất nhiều, cảm xúc dần dần có chút mênh mông. Kẻ địch của hội Taro chúng ta là tà thần. Cái khác cũng không đủ tư cách ngu giả tiên sinh chẳng lẽ muốn lấy danh hiệu khắc tinh của tà thần ari mấp máy miệng ở trong lòng cười khẽ một tiếng chợt cô thu hồi cảm xúc âm thầm sám hối một câu ari mày sao có thể như vậy sao có thể lấy ngu giả tiên sinh ra đùa giỡn vào giữa trưa lên quay về phố minh không có gì bất ngờ ở trong hộp thư báo nhà mình tìm được lá thư do lão cô lơ bỏ tiền nhờ vị sa phu nào đó đưa tới đây là phương thức liên lạc khẩn cấp mà bọn họ đã định ra. Đương nhiên, căn cứ lên dự đoán, lão cô lơ không biết chữ chỉ có thông qua ký hiệu đơn giản nói cho mình gặp mặt vào lúc nào ở nơi nào, ai ngờ, sau khi mở thư ra, lại là chữ viết nghiêm chỉnh. Chỉ liếc mắt xem một cái, Glenn đã xác nhận chữ này cùng chữ viết trên cuốn vở của Daisy si là nhất trí. Xem ra là cô bé đã giúp lão cô lơ viết, tờ giấy này không có hiện tượng bị thấm nước, có lẽ là lão cô lơ chuyên môn mua một ít vì liên lạc khẩn cấp. Glenn mở cửa lớn ra, vừa đi vào phòng khách, vừa đọc thư. Anh không có cởi áo khoác, chỉ lấy mũ xuống, đặt gậy ba tông vào vị trí, cái này là vì lò sưởi trong phòng chưa được điểm hỏa, rét lạnh đầu tháng 11 đang vô thanh vô tức chui vào trong xương cốt. Nội dung lá thư này rất đơn giản, dù sao số chữ mà Daisy biết cũng không tính là nhiều. Cô bé đầu tiên là cảm tạ ngài thám tử hảo tâm cùng thiện lương, tiếp theo nói cho Glenn mình đã bình an về nhà, cuối cùng uyển chuyển nói ra một câu hy vọng ngài thám tử lần sau đến khu đông có thể thuận tiện mang theo cuốn vở kia một cô gái có lễ phép lên khẽ cười một tiếng búng ngón tay thiêu hủy lá thư không lưu manh mối nào anh quyết định ngày mai lại đi khu đông một chuyến mang cuốn vở trả lại cho daisy cùng chi trả phí truyền tin và giấy bút cho lão cô lơ nghĩ đến đây anh nhịn không được thở dài một tiếng cười nhẹ nói đội trưởng Hiện tại đến phiên tôi chi trả phí dụng cho người khác. Sự việc chỉ còn cuối cùng một chút là kết thúc. Glenn đột nhiên lại rảnh rỗi. Anh không lãng phí thời gian. Lại ra ngoài. Trực tiếp đi câu lạc bộ Crack. Nơi mà bác sĩ Alan buổi chiều thứ sáu thường xuất hiện. Mà Glenn muốn hỏi là tình huống của đứa nhỏ Will Onsetin chơi bài tarot kia. Sau khi vào câu lạc bộ Crack ở khu Houston. Glenn nói với người phục vụ áo ghi lê đỏ ra đón. Một ly hồng trà. Một phần điểm tâm ngọt đưa đến vị trí gốc đại sảnh, chỗ mấy người bác sĩ Alan cùng phóng viên Michael ngồi. Glenn đã thấy bác sĩ ngoại khoa nổi danh Alan Crick mang mắt kính viền vàng, tương đối lãnh đạm cùng phóng viên, báo quan sát hàng ngày Michael Joseph đã hợp tác hai lần, có đôi mắt lam mê người, cùng với giáo sư cưỡi ngựa quý tộc Talim DuMon tần suất xuất hiện ở câu lạc bộ gần với Sherlock Moriarty. Ô, đại thám tử của chúng ta đã đến, vừa lúc nói đến cậu. Talim đứng dậy cười nói. Nói xấu gì về tôi sao? Glenn nói đùa một câu. Michael đứng lên theo, đưa tay bắt tay với Glenn rồi nói. Không, là tôi lại muốn thuê cậu. Lại có chuyện gì? Glenn chào bác sĩ Alan, ngồi xuống bàn của bọn họ. Michael ha ha cười nói. Cậu hẳn đã xem báo. Capin bị hiệp đạo khắc hoàng đế xử lý, tội ác của hắn cũng bị tố giác ra. Cái này thật sự là một chuyện làm cho người ta cao hứng mà là một phóng viên, phải có được tin tức đủ sâu sắc. Tôi tính từ chỗ cảnh sát lấy phần danh sách, đi khu đông phỏng vấn các thiếu nữ được giải cứu ra, sau đó mang một mặt chân thật hung ác nhất tàn nhẫn nhất không thể tha thứ nhất của ca pin bày ra trên báo cho các độc giả. Đương nhiên, người bị hại này phải nặc danh. Hắn ta dừng một chút, đè thấp giọng nói. Tôi còn có một mục đích che giấu, hoặc là nói các nghĩ, Thông qua phỏng vấn như vậy hiểu biết những cô gái này cùng người nhà của bọn họ có quen biết với bạn bè tương đối đặc thù hay không, nói không chừng, đó chính là hiệp đạo Hắc Hoàng đế. Cậu xem như tìm đúng người rồi. Lên sweep nửa co rúng khóe miệng. Hắn mỉm cười nói với Michael. Chúng ta đã hợp tác qua chuyện ở khu đông, có đủ quen thuộc cùng tín nhiệm, tôi không có lý do cự tuyệt. Hợp tác vui vẻ. Michael mặt giãn ra đưa tay nói, chúng ta bắt đầu từ ngày mai hoặc là hôm sau nữa, thù lao giống như lần trước, tổng cộng 10 bản. Lúc này, bác sĩ Alan vẫn ở một bên mở miệng nói. Sơ lốc, tôi cũng muốn thuê cậu, chỉ chạm vạn hôm nay, hoặc là sau bữa tối. Mình gần đây giá thị trường tăng à? Clint cười hỏi. Có xung đột với ủy thác của Michael không? Không. Alan lắc lắc đầu, tôi gần đây vận may cũng không tệ, điều này làm cho tôi càng thêm hoài nghi xui xẻo trước đây là vì lá bài vận mệnh chi luân chạy ngược của đứa nhỏ kia cùng câu nói của nó đối với cái này tôi rất khó hiểu cảm thấy rất phức tạp tôi có thể nói là cực kỳ tốt đối với nó ông thiện tâm thật lớn nó vì sao lại làm như vậy đối với tôi tôi muốn đi nhà của nó gặp nó xác nhận nó là vô tình bất quá tôi vẫn e ngại những chuyện như vậy sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì đó cho nên muốn mời cậu bảo hộ tôi chỉ đêm nay sẽ không xung đột với ủy thác của Michael, thế nào? Đây đúng là việc tôi muốn làm. Sau khi khiêu chiến không có khả năng, làm người tốt chuyện tốt, nhân phẩm của mình trở nên thực không tệ. Thực thành chấp trưởng hảo vận hoàng hắc chi vương sao? Glenn cảm thấy bất ngờ, trục trè cười nói. Không thành vấn đề, chúng ta có thể thỏa thuận thù lao. Thành bạch ngân. Đi rết bớt lại xem kỹ con trùng nhỏ bán trong suốt có 12 vòng tròn kia, xem kỹ phân thân Amon lưu lại này. Hắn nguyên bản muốn thỉnh giáo, ngu giả tiên sinh, cái này đến tột cùng là cái gì, nhưng suy xét đến đã làm phiền nhân vật như thần linh này một lần, da mặt lại mỏng như bỏ qua dự định, chuẩn bị đợi đến tụ hội ta lần sau, lại thể hiện ra hỏi đám người ngài, người treo ngược, tiểu thư, chính nghĩa. Tất đi con trùng nhỏ kia, đi rết bỗng nhiên nghĩ tới một việc, tiểu đội đi theo người chăn cừu lovia trưởng lão đi thăm dò tòa thần miếu đọa lạc tạo vật chủ bán hủy diệt kia cũng nên trở lại rồi nơi đó cách thành bạch ngân không tính quá xa thuộc về phương hướng trước đó không có giao thiệp cậu ta quyết định đi xem một chút bên trong đó cũng có không ít người quen nhìn từng luồng sét chiếu sáng bầu trời đen đúa đi rết không trực tiếp đi gõ cửa những người quen mà dọc theo con đường lớn rộng lớn nhất kia một đường đi tới sân huấn luyện của thành bạch ngân Mỗi tiểu đội thăm dò sau khi trở về, đều dừng lại ở chỗ này một đoạn thời gian, vừa thuận tiện để bọn họ trao đổi cùng báo cáo chuyện cùng vật gặp được ở chỗ sâu trong bóng tối, cũng tương đương biến thành cách ly, phòng bị thứ quỷ dị nào đó bám vào trên người các thành viên ở đây. Chờ thời gian chuyển dời đến trình độ nhất định sẽ bùng nổ mãnh liệt. Đây là kinh nghiệm mà Thành Bạch Ngân trong hơn 2.000 năm qua đã sờ soạn cùng tổng kết ra, không tính phức tạp, nhưng tương đương thực dụng. Vừa mới tiến vào sân huấn luyện, Đi rết sau thắt lưng cắm, cụ phong chi phủ, mắt bỗng nhiên sáng ngời, thấy trưởng lão Lovia đại khí diễm lệ, tựa như chỉ chừng 30 tuổi, cũng thấy hai người quen cùng tuổi. Thành Bạch Ngân chỉ có chừng đó, chịu giới hạn trong hoàn cảnh, dân cư vẫn không tăng trưởng được, những người trẻ tuổi nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, đi rết không dám nói đều quen biết toàn bộ, nhưng cũng đã gặp qua đại bộ phận, cùng với không ít người trong đó là bạn học ở các lớp giáo dục phổ thông cùng sân huấn luyện. Trong tiểu đội thăm dò này, bia rất quen thuộc nhất là Đắc Trích Kinh từng cùng một tiểu đội tuần tra với mình. Thiếu niên tên là Đắc này dáng người trung đẳng hơi béo, sở trường là sức mạnh, lạc quan mà sáng sủa, trên mặt thường thường là nụ cười làm cho người ta thân cận, trước mắt là người giác đấu, danh sách tám đường tắt, cự nhân. Giờ này khắc này, hai bên cách một đoạn vách tường bán trong suốt nhưng cứng rắn như sắt thép, không thể tiến hành tiếp xúc hữu hiệu, phải chờ đợi toàn bộ đội viên tiểu đội thăm dò được xác nhận không có vấn đề, hai bên mới có thể trực tiếp chạm mặt đi rết từ sau khi cha mẹ chết trở nên lặng lẽ quái gỡ phất phất tay ra giấu với đát người giác đấu khi phát hiện nghiêng đầu nhìn lại đát thế nào không gặp phải nguy hiểm gì chứ đi rết hô một tiếng đoạn vách tường màu đen nọ sử dụng tài liệu đến từ nơi không xa thành bạch ngân tên là tảm hổ phách cứng trắng như sắt thép nhưng lại có được tính truyền thanh âm tốt cùng độ trong suốt nhất định Lời nói của Đi Rết không chịu trở ngại gì xuyên thấu qua Ở Đi Rết nghĩ, Đắc khẳng định sẽ lộ ra nụ cười sáng lạn Theo thói quen vung cánh tay nói Cậu xem tôi không bị thương tích gì Cho nên chúng tôi không gặp phải chuyện gì quá nguy hiểm Đều là vấn đề nhỏ Nghe được thanh âm của hắn Đắc đi tới vài bước, tới gần bên tường mỉm cười hồi đáp Không có, đều thực thuận lợi Nhìn nụ cười không ra vấn đề gì của cậu ta Đi Rết đột nhiên khắp cả người lạnh toát tựa như ban đêm ngủ tại đỉnh tháp bỏ hoang hoặc trong thành thị bị hủy diệt vậy, bốn phía là một mảng tối đen, mạch nước ngầm tích tụ. Trong câu lạc bộ Crack, Clint cùng bác sĩ Alan đạt thành nhất trí về thù lao. Hai bản Không thể không nói, tiền của bác sĩ chính là dễ kiếm. Đổi lại là mình trước đây, vĩ thác như vậy, nhiều lắm là trả 10 sa un. Glenn vốn là có tâm tiếp nhiệm vụ này ở trong lòng cảm thán một câu. Hắn nhớ rõ thời điểm ở tiểu đội kẻ gác đêm, nghe người nhặt xác phi đề cập qua một câu, bác sĩ nổi danh thu vào rất cao. Lúc ấy, nhà thơ không giống nhà thơ Leonard Mitchell đáp lại, theo hắn biết, nếu ở khu vực phồn hoa của bác lừng mua một căn nhà làm cửa hàng, lựa chọn để hồi vốn nhanh nhất chính là cải tạo thành phòng khám. Hai bên hẹn sau bữa tối sẽ đi đến nhà yêu Ôn mà lúc này mới chưa đến 3 giờ chiều, vì thế giáo sư cưỡi ngựa Ta Lim gọi ba người bọn họ, gom thành một bàn đánh bài. Cũng là trò do đại đế Roussel phát minh. Mình dự đoán là sẽ đánh tennis, luyện bắn súng, hoặc đi thư viện đọc sách, cuộc sống lành mạnh đến bao nhiêu. Vì sao lại biến thành như bây giờ? Trong khi đánh bài lên thầm nghĩ. Thẳng thắng mà nói, lấy tạo nghệ, ma thuật của anh hiện tại, hoàn toàn có thể làm cho bác sĩ Alan, phóng viên Michael cùng Talim thua sạch toàn bộ tiền mang theo trên người. Nhưng mình là một người thành thật, mình càng tin tưởng kỹ thuật cùng vận may của mình hơn. Lên ở thời điểm người phục vụ ghi lê đỏ xào bài, cầm lấy bánh quy bơ hưởng thụ cắn một miếng. Anh tán thưởng tự đáy lòng. Đây mới là cuộc sống. Trong quá trình đánh bài, lên chú ý tới một việc, đó chính là giáo sư cưỡi ngựa ta liêm không hề thường xuyên ngẩn người, tràn ngập phiền não giống như trước đây nữa. Chuyện bạn của ông ta yêu phải người không nên yêu đã được giải quyết. Lên uống ngụn hồng trà, cảm thấy tò mò thầm nghĩ. Làm một thám tử anh biết chuyện này không nên hỏi trước mặt người khác mặt, vì thế kiềm chế xuống, chuyên tâm đánh bài. Đến 5 giờ, Michael Joseph bởi vì còn phải về tòa soạn báo một chuyến, bốn người đánh bài phải bỏ dở, lên thắng năm Saun. Gần đây vận may thật sự không tệ. Glenn vui mừng thầm nói, thấy bác sĩ Alan rời bàn đi nhà vệ sinh, liền khống chế giọng nói, trầm thấp cười nói. Talim, chuyện bạn của ông đã được giải quyết. Talim đang mang bài trong tay thả vào giữa bàn, Nghe vậy ngẩn ra một chút, thở dài cười nói, "Xem như đi. Ông ta cũng muốn trao đổi nên bổ sung. Thật ra cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, là tôi lúc ấy nghĩ quá nhiều." Đơn giản mà nói, chính là một người trẻ tuổi thân phận hiển hách yêu một cô gái bình dân, cậu có biết, người nam địa vị như vậy phải cưới tiểu thư quý tộc, a, à, đối với cậu ta mà nói, ngay cả con gái phú hào cũng không được. "Như vậy à?" mệt mình nghĩ ra quá chuyện vừa cẩu huyết lại ly kỳ như vậy ví dụ như yêu phải nam yêu phải quái vật yêu phải đối tượng quan hệ luân lý không cho phép lên thất vọng buồn cười nói theo tôi được biết đàn ông xã hội thượng lưu cũng không ngại nuôi bồ nhí ở bên ngoài không sơ lóc cậu không hiểu tình yêu hiểu không tình yêu người nam trẻ tuổi kia chỉ muốn cưới cô gái bình dân kia thôi ta liêm cảm thán nói đúng mình không hiểu mình chỉ là một con chó độc thân. Lên há miệng, nhưng lại không có lời nào để chống đỡ. Ta liêm tự thổn thức nói. Vì tiền đồ người nam trẻ tuổi kia, tôi từng nghĩ tới mời cậu tìm một người có chút năng lực thần kỳ, lén làm số chuyện, ha ha, tóm lại, tôi là một người tuân kỹ thủ pháp, sẽ chỉ suy nghĩ một chút ở trong đầu. Sau đó sự việc đã như giải quyết thế nào? Lên có hưng thú hỏi. Ta liêm bưng lên ly cà phê cao nguyên uống một ngụm biện pháp giải quyết đơn giản hơn so với tôi tưởng tượng tôi trực tiếp tìm đến cô gái kia đem tình cảnh khó khăn nói cho cô ta cô ta thực lý trí tỏ vẻ nguyện ý rời khỏi người nam kia cùng xin tôi hỗ trợ không thể không nói cô ta thật sự là một cô gái hiểu chuyện thiện lương văn nhã lại xinh đẹp nếu không suy xét thân phận có lẽ tôi cũng sẽ quỳ gối trước mặt cô ta hôn tay cô ta được rồi xem ra tôi không giúp gì được Glenn bưng lên cái chén sứ trắng nạm vàng đựng hồng trà. Là một người đến từ địa cầu, anh đối với ủy thác bổng đánh viên ương, phá hư tình yêu người khác hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng mà, nghe bác quái lại là chuyện khác. Ở câu lạc bộ Crack dùng bữa tối, sau khi nhấm nháp tôn hùng sunia số lượng có hạn, Glenn cùng bác sĩ Alan cưỡi xe ngựa, đến nhà Will Olsetin ở số 66 phố Dan Tân khu Bắc. Đây là địa chỉ mà bác sĩ Alan đã biết từ rất sớm, ông ta cũng không có về bệnh viện lật xem lịch bệnh nhân tương ứng mà theo glenn suy đoán tư liệu có liên quan đến will onsetin quá nữa đã bị nhóm kẻ gác đêm rút đi từng là kẻ gác đêm mình rất rõ ràng lưu trình làm việc của bọn họ glenn cười khổ cảm thán một tiếng kéo chuông cửa hai người chờ đợi một hồi thì thấy cửa phòng được mở ra nữ hầu mặc quần áo đen trắng nghi hoặc dò hỏi hai vị các vị tìm ai thấy a vẫn là bộ dáng lãnh đạm lên chủ động mở miệng nói. Chúng tôi tìm yêu tin đây là bác sĩ chữa trị của cậu ấy, đến thăm xác nhận tình huống sức khỏe của cậu ta. Tôi, tôi không biết hắn, tôi mới tới nơi này vài ngày. Tôi đi tìm chủ nhân của tôi, các vị chờ chút. Nữ hầu nọ vẽ mặt mờ mịt trả lời. Trong khi hai người chờ đợi, Alan đột nhiên lên tiếng. Cậu vừa rồi tìm lý do, tôi thiếu chút nữa đã tin. Đây là làm rèn luyện cơ bản của thám tử lên khẽ cười một tiếng. Lúc này, một người nam chừng 50 tuổi đi ra cửa, trầm giọng nói. Một nhà yêu ôn xe tin đã rời đi rồi, chừng. Ông ta báo ra ngày. Alan hơi tính toán, đã nhíu mày. Vừa giải phẫu xuất viện hai ngày, sao có thể chuyển nhà như vậy? Ông ta biểu hiện ra thật như là tới thăm xem xét tình hình sức khỏe vậy. Lên thoáng nghi hoặc hỏi. Ngài, ngài sao lại biết được rõ ràng như vậy? Bình thường mà nói, khách đến thuê tiếp sau khẳng định sẽ cách một đoạn thời gian mới đến. Người trung niên kia tức giận hồi đáp, trước đây đã có người tới hỏi qua, tôi còn cố ý đi tìm chủ cho thuê nhà. Nhóm kẻ gác đêm. Lên không ôm cái hy vọng gì truy hỏi. Ngài biết một nhà uyêu ôm xe tin dời đi nơi nào không? Không. Người trung niên kia chỉ nói ra một chữ. Vậy bọn họ có lưu lại vật phẩm gì ở trong này không? Lên cân nhắc một chút, tiếp tục đặt câu hỏi. Có một chút. Người trung niên kia hít vào một hơi nói, nhưng đều đưa cho đám người trước đây rồi. Gặp gỡ đồng nghiệp thật sự là một chuyện bất đắc dĩ. Bọn họ luôn có thể nghĩ đến chuyện ngươi sẽ nghĩ đến trước. Glenn nhịn không được muốn thở dài. Thấy sau đó đã không có manh mối, Glenn cùng Alan lễ phép cáo từ, rời khỏi số 66 phố Đan Tân. Xem ra nghi hoặc của anh phải đợi thật lâu mới có thể cởi bỏ lên nghiêng đầu nói với bác sĩ alan alan lặng lẽ vài giây chậm rãi thở hắt ra trải qua chuyện vừa rồi tôi cũng không phức tạp như vậy nữa tôi là một bác sĩ làm tốt chuyện của tôi là đủ rồi tôi hẳn nên là đến hỏi thăm về sức khỏe mà không phải chất vấn tình huống người khác là ý tưởng gì vì sao không thiện lương không phải vấn đề tôi nên chú ý về sau tận lực chỉ duy trì quan hệ giữa bác sĩ cùng bệnh nhân là được rồi anh có thể nghĩ như vậy thì quá tốt rồi. Glenn phát ra một câu phụ họa từ trong lòng, sau đó thuận miệng hỏi. Lúc ấy chân trái Tin đến cùng là ra vấn đề gì? Chân trái của cậu ta mọc ra một khối u kỳ quái, vừa lúc hình thành một cái vòng tròn, ác bách nghiêm trọng đến mạch máu. Bác sĩ Alan nhớ lại nói, nhưng đứa nhỏ này thế mà không có vẻ mặt gì quá đau đớn, chỉ có vẻ có chút sợ hãi. Chúng tôi ban đầu muốn trị liệu bảo thủ, nhưng tình huống nhanh chóng chuyển biến xấu. Thành Bạch Ngân. Đi rết bớt đang nghe chuyện trên TV audio CV không biết mình về nhà như thế nào, chỉ nhớ rõ phần sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời nọ. So sánh với quá khứ, tính cách cùng biểu hiện của Đắc Rết Dinh không có khác nhau quá lớn, nhưng quả thật có thay đổi làm cho người ta bất an. Đi rết sợ hãi thành bạch ngân bị tà thần đọa lạc tạo vật chủ nhằm vào, sợ hãi mình còn chưa có trở thành Thái Dương, cứu thành bạch ngân ra từ trong nguyền rũ kéo dài đến hơn 2.000 năm. Cho cư dân nơi này hy vọng cùng ánh mặt trời thì nó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Giờ này khắc này, anh cực kỳ hận mình còn chưa đủ mạnh mẽ, mới chỉ có danh sách 8. Không. Không thể cứ nhìn như vậy. Đi rết bỗng nhiên đứng lên, chuẩn bị phóng đi tháp tròn, mạng dị thường mà mình phát hiện ra nói cho trưởng lão khác của nghị sự đoàn 6 người, nói cho thủ tịch Colin Iliac. Nhưng đi rết rất rõ ràng, loại dị thường như vậy căn bản không tính là đáng ngờ, mỗi lần thăm dò đối với chỗ sâu trong bóng tối, các thành viên sẽ có mấy ngày, mười mấy ngày, thậm chí vượt qua một tháng ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, đó thật sự là bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp gỡ quái vật hoặc mạnh mẽ hoặc quỷ dị. Mặt khác, lữ trình hoang vu không có bóng người cùng nhìn không thấy hy vọng sẽ mang đến áp lực cực đoan, hơn nữa vì an toàn, thành viên tiểu đội thăm dò giai đoạn ra bên ngoài cũng không được cho phép phát tiết phương diện giới tính, cái này làm cho bọn họ mỗi lần trải qua một lần thăm dò, phương diện tâm linh đều có khả năng xuất hiện xây dựng lại nhất định, nếu gặp nguy hiểm mà thành viên tiểu đội chết quá nữa, những người còn lại tính cách biến đổi lớn cũng không phải là chuyện ít gặp. Xử lý đối với những người như thế, chỉ có cách ly cùng trị liệu dựa theo lệ thường, hầu như không có ngoại lệ. Thành Bạch Ngân có ba danh sách phía đường tắt, cự long, cho nên cũng không khuyết thiếu tinh thần phân tích sư. Đi rất đi tới cạnh cửa, bỗng nhiên chậm bước chân lại. Anh biết tìm nghị sự đoàn 6 người báo cáo như vậy rất có khả năng không có hiệu quả, tỷ lệ không nhỏ còn có thể bị dẫn đến hoài nghi, thậm chí có nguy hiểm bị trưởng lão Lovia, người chăn cừu, nhầm vào. Bồi hồi mấy chục giây, đi rết cắn răng một cái, kéo cửa đi ra. Anh cho rằng mình phải nhắc nhở các trưởng lão nghị sự đoàn 6 người, chẳng sợ bởi vậy sẽ thừa nhận phiêu lưu không nhỏ. Đối với tuyệt đại đa số cư dân thành Bạch Ngân mà nói, dùng hy sinh để duy trì tòa thành thị này tồn tại, duy trì kéo dài văn minh này, là tín niệm mưa dầm thấm đất khắc tận xương tủy. Những người ích kỷ ở trong hoàn cảnh này thường thường không sống được lâu. Đương nhiên, đi rết cũng không phải hoàn toàn lỗ mãn, ở dưới các thành viên hội Taro dẫn dắt, cộng thêm người treo ngược, dạy dỗ, anh tin tường rõ ràng thời điểm nào phải biết nhẫn nại, phải bảo toàn bản thân trước, không làm ra hy sinh không cần thiết không có tác dụng, cái này là vì thủ vệ thành bạch ngân mình chỉ là nói mình quan sát thấy dị thường hẳn là không có nguy hiểm gì đi rết tự mình an ủi chạy càng ngày càng gấp rốt cuộc anh thấy tòa tháp trong tượng trưng quyền lực cao nhất của thành bạch ngân anh tìm được phi phạm giả thủ ở nơi này đưa ra thỉnh cầu gặp mặt thủ tịch làm cho đi rết ngoài ý muốn là phi phạm giả kia không có hỏi vì sao giống như bình thường trải qua thông truyền đơn giản đã dẫn hắn ta đi dọc theo cầu thang xoay lên trên đến căn phòng thuộc về thủ tịch rất kỳ quái, không giống với trước kia. Diết cảm thấy chi tiết biến hóa này làm cho mình càng thêm bất an. Tiến vào phòng, anh thấy thủ tịch Colin Iliad đứng ở trước một vách tường. Ông lão cao lớn có vết nhăn rất sâu, mắt lam tan thương, đầu bạc hỗn độn này đưa lưng về hai thanh kiếm thẳng giao nhau dắt ở trên tường, mặc áo trong sợi đây cùng áo khoác màu nâu như thường thấy, rất khó làm cho người ta tin tưởng ông ta là một cường giả đã săn giết qua các ác ma cùng quái vật. Diết bớt cậu có chuyện gì phải mặt đối mặt nói cho tôi biết? Colin giọng thuần hậu hỏi. Thủ tịch các hạ. Đi rết cuối chào, hôm nay tôi ở sân huấn luyện gặp tiểu đội thăm dò thần miếu kia, tôi, tôi phát hiện đắt rết dinh mà tôi quen biết có biến hóa kỳ quái, cậu ta không hề sáng sủa giống như trước đây, nụ cười của cậu ta khách khí tựa như một người xa lạ, còn nữa. Trưởng lão Lovia cũng không thường xuyên biến hóa trạng thái nói chuyện. Colin liếc mắt nhìn đi rết một cái thật sâu, trầm thấp hỏi. Cũng chỉ có hai chuyện này. Vâng, đúng vậy. Đi rết cúi đầu xuống, tôi cho rằng cái này khả năng tồn tại dị thường. Colin vất vất tay nói. Tôi đã biết, tôi sẽ để cho Evro đi kiểm tra, cậu trở về đi, về sau loại chuyện này trực tiếp báo cho người thủ vệ tháp tròn là được rồi. Evro là tinh thần phân tích sư có thâm niên nhất tiếp cận danh sách 6 nhất của thành Bạch Ngân, đáng tiếc là nơi này không có phối phương ma dược sau danh sách 7. Thu được trả lời thuyết phục như vậy, đi rết ủ dột rời khỏi. Colin nhìn bóng lưng của cậu ta biến mất khỏi cửa, bỗng nhiên có chút thất vọng thở dài. Sau khi trao đổi cùng bác sĩ Alan một hồi về tình huống của Bill Onsetin, Glenn không có phát hiện gì thêm lập tức xuống xe ngựa, cưỡi tàu điện ngầm hơi nước, sau khi qua ba trạm đến phụ cận phố Minsk, đổi sang xe ngựa công cộng quay về nhà. Bởi vì thời gian còn sớm, anh trước dùng bói toán xác nhận vị khách thuê kia không có nói dối, tiếp theo thực chăm chỉ tiếp tục học tập, mật sách. Từ khi có bộ sách thần bí học có thể nói từ nhập môn đến tinh thông này, lên đối với lợi dụng không gian thần bí phía trên sương mù xám càng ngày càng xảo diệu, hoàn thành không ít thao tác có độ khó cao. Hiện tại hạn chế của mình là danh sách, thực lực cùng linh tính bản thân. Khi đêm đã khuya, lên cất đi mật sách, vừa cảm khái vừa đi nhà vệ sinh tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Đêm nay, anh ngủ thật sự say, chẳng sợ tiếng chuông giáo đường sáng sớm, cũng chỉ làm cho anh trở người một cái. Mùa đông thích hợp nằm ở trong ổ chăn nhất. Lên thang thở rời giường. Vì khao thưởng hiệp đạo khắc hoàng đế, bữa sáng có trứng luộc lòng đào có đường, cùng với mức dâu chuyên môn dùng với bánh mì trắng. Ngay ở lúc anh đang nhàn nhã hưởng thụ thực vật, chuông cửa đột nhiên bị kéo vang. Mình không phải đã nói cho Michael, bảo hắn ta sau bữa sáng mới đến sao. Lên nói thầm một câu, uống ngụm súp ngọt, dùng khăn ăn lau miệng. Căn cứ lời hẹn của anh cùng phóng viên Michael, đối phương sẽ sau bữa sáng nửa giờ mới đến, rồi mới đi phỏng vấn đối với cô gái vừa được giải cứu ở khu đông. Nếu Michael quá nửa giờ còn chưa xuất hiện, thì nói lên sự việc sẽ chậm lại một ngày. Glenn đi đến cạnh cửa, còn chưa đưa tay, trong đầu đã tự nhiên xuất hiện hình ảnh người ngoài cửa. Hắn ta không phải phóng viên Michael Joseph, mà là bác sĩ Alan Crick. Chào buổi sáng, Alan, anh ngày hôm qua ngủ thật sự muộn. Lên phát hiện Alan sắc mặt khá kém, vì thế lặng yên mở ra linh thị, nhìn thoáng qua. Alan lấy mũ xuống, đặt ba tông, vốn chuẩn bị cởi áo khoác, nhưng bị không khí lạnh như băng trong phòng làm thu trở về. Lên cười gượng hai tiếng nói. Tôi hôm nay chuẩn bị ra ngoài, anh cũng biết, mai cờ khả năng sẽ đến tìm, cho nên không bật lò sưởi. Alan gật gật đầu, không có nói nhiều, một đường đi theo lên tiến vào phòng khách, tìm vị trí ngồi xuống, mới mở miệng. Sơ tối hôm qua tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy đứa nhỏ kia, Will Onsetin. Ác mộng. Cái này ở trong phạm vi tri thức của tôi, tôi là giải mộng chuyên nghiệp, càng chuyên nghiệp hơn so với suy luận. Lên ngã thân thể về phía trước, hai tay giao nhau nói. Dạng ác mộng gì? Alan nhớ lại. Có chút chi tiết cùng quá trình tôi đã không nhớ được, tôi ấn tượng sâu nhất là một tòa tháp nhọn tối đen cao ngất ở trên có một con rắn lớn màu trắng bạc, nó đang chậm rãi bò, dùng đôi mắt màu đỏ vô tình lạnh như băng nhìn tôi. Không biết vì sao, tôi vào tòa tháp nhọn nọ, dọc theo thang lầu khi thì đi lên, khi thì đi xuống, xuyên qua từng bức tường một, thông qua từng cánh cửa bị đóng chặt. Cuối cùng, ở trong một góc tối tôi phát hiện đứa nhỏ tên là Uy On tin kia, nó nhảy lò cò vài bước, cùng mình đến vị trí sát tường, bên người rải đầy những lá bài taro. Nhìn thấy là tôi, nó vừa sợ hãi vừa cao hứng, hôn một tiếng, bác sĩ Alan. Toàn bộ mộng cảnh chính là gần như thế, sau đó tôi tỉnh lại. Lên tập trung nghe, suy tư hỏi. Will Onsetin cũng không có nói gì sao. Alan nhíu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên bật thốt lên. Có, nó nói, bác sĩ Alan, có rắn muốn ăn cháu. Tiếp theo, con rắn lớn màu trắng bạc kia từ trên trần nhà vòng xuống dưới, đầu đối diện với tôi. Miệng nó rất lớn, nhưng bên trong không có răng, không có lưỡi một mảng màu đỏ trắng lớn màu trắng bạc tháp cao tối đen wheel oncetin dưới tầng tầng phòng vệ glenn cân nhắc rồi nói với bác sĩ alan cái này cũng không phải là giấc mộng quá kỳ quái hẳn là thời điểm anh trao đổi cùng wheel oncetin vô ý thức đã nhận ra nó ở trong khốn cảnh nào đó bị cái gì đó uy hiếp cho nên mới có thể mơ thấy cảnh tượng cùng loại đứa nhỏ nấp ở chỗ sâu trong tháp cao nấp ở sau vô số vách tường cùng cửa lớn trắng lớn màu trắng bạc quay quanh đỉnh tháp cao ha ha là một thám tử hoặc nhiều hoặc ít phải biết một chút tâm lý học trên báo chí cũng thường xuyên có giới thiệu làm cho tôi khó hiểu là anh vì sao thẳng cho tới hôm nay mới có giấc mộng như vậy glenn ở trên suy luận không có nói dối chỉ là không có nói ra nguyên do chân chính có khả năng xảy ra mà thôi alan mở miệng nói tôi vừa rồi quá gấp đã quên một việc Hắn ta vừa nói vừa lấy ra túi tiền bằng da, lấy ra từ bên trong một con hạt giấy gấp không tệ. Phát hiện một nhà yêu ôn xe đã dời đi, tôi mới nhớ tới, trước khi nó xuất viện, có tặng cho tôi thứ này, có nói, bác sĩ, cái này có thể mang đến vận may cho ông. Tôi lúc ấy cũng không có để ý, tùy tay mang nó ném vào trong ngăn kéo văn phòng, tối hôm qua sau khi chia tay với của, mới đi lấy trở về, bỏ vào túi tiền, kết quả đêm liền gặp trận ác mộng như vậy lên nhìn hạt giấy có chút suy nghĩ gật đầu nói bác sĩ alan xem ra will onsetin cũng không phải cố ý làm cho anh xui xẻo sau đó nó có bù lại hạt giấy mà đại đế rusel phát minh bản thân còn có ý mong muốn tốt đẹp mà cậu ta còn nói cái này sẽ mang đến vận may cho anh alan theo bản năng hỏi ngược lại cách cấp hạt giấy là đại đế rusel phát minh tôi không biết có phải ông ta hay không nhưng tôi cảm thấy hẳn là ông ta lên nhếch lên khóe miệng nói đại khái là vậy. Ở dưới lên giải thích cùng Trấn An, Alan yên tâm không ít, chuẩn bị quan sát vài ngày, xem còn gặp loại ác mộng như vậy nữa không. Mỉm cười tiễn vị bác sĩ ngoại khoa nổi danh này ra khỏi cửa, lên vẻ mặt đột nhiên trở nên trầm ngưng, tựa như đang suy nghĩ sự việc gì đó. Giải thích của anh vừa rồi đối với mộng cảnh không có vấn đề, tháp cao tối đen, vách tường cùng cửa lớn trùng trùng ngăn trở, cùng với con rắn lớn màu bạc, quả thật tượng trưng cho tình cảnh Will Olsetin bị dạng sự vật nào đó uy hiếp, tượng trưng cho tâm tính sợ hãi bất lực, ý đồ trốn ra sau tầng tầng phòng hộ của đứa nhỏ này. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, cái này đại khái không phải là linh tính của bác sĩ Alan tự chủ thu được gợi ý, nếu không ông ta không có khả năng đợi cho đến tối hôm qua, đợi cho lấy ra con hạt giấy kia, mới có giấc mộng như vậy, từ trước khi Will Olsetin xuất viện từ lúc linh tính của ông ta trong vô ý thức nhận thấy được sự việc kỳ quái tình nào đó thì nên có phát triển như vậy rồi cho nên klen hoài nghi mộng cảnh này là người khác đưa vào cho bác sĩ alan môi giới chính là con hạt giấy kia klen mở linh thị cẩn thận quan sát vật phẩm thủ công này nhưng không phát hiện nó có ánh sáng linh tính gì bất quá anh có linh cảm trực giác của anh đều nói cho anh con hạt giấy kia có một số chỗ kỳ diệu có lẽ liên quan đến vận mệnh hư vô khó nắm bắt nhất đáng để kính sợ nhất. Đứa nhóc tên là Xe Setim kia không đơn giản. Xem ra thần kỳ rất có khả năng không phải là bộ bài tarot kia, mà là bản thân nó. Con rắn lớn màu trắng bạc là tượng trưng cho nguy hiểm, việc này lại có liên quan đến các nhân tố xui xẻo, may mắn, chẳng lẽ nó đại biểu cho rắn thủy ngân, danh sách một đường tắt, quái vật, rắn thủy ngân. Lên suy nghĩ phát tán ra, lại không thể khẳng định sự việc gì anh chuyển sang phân tích mộng cảnh là hướng về vấn đề nào. Lấy kiến thức về thần bí học của Glenn trước mắt, cái này cũng không phải là chuyện gì quá phức tạp quá khó khăn để lý giải, anh rất nhanh đã có ý nghĩ. Đầu tiên có thể bài trừ ảnh hưởng của quan hồn U Linh, cái này sẽ làm cho màu sắc khí tràng của bác sĩ Alan nhiễm màu xanh đen hoặc nông hoặc sâu, mà mình vừa rồi không có phát hiện dấu hiệu phương diện này. Có thể dẫn vào mà vẫn làm cho chủ nhân mộng cảnh không phát hiện ra tình huống dị thường đại khái có hai loại biện pháp, một là năng lực phi phàm cùng loại với ác mộng giống như đội trưởng dựa vào dẫn đường để đạt được mục đích hơn nữa bản thân không thể xâm nhập quá sâu nếu không cũng sẽ lưu lại dấu vết hai là thủ đoạn càng xảo diệu cấp bậc càng cao hơn nguyên lý của mộng cảnh là tinh linh thể ngao du linh giới để cho ở dưới bình thường vô ý thức chú ý tới chi tiết bên ngoài nào đó kích thích chuyển hóa thành gợi ý có ý nghĩa tượng trưng hoặc là trực tiếp từ bộ phận bên ngoài thu được một ít gợi ý có liên quan đến bản thân sau đó mang chúng nói cho tinh thần thể nói cho linh thể của bản thân mà bởi vì chủ nhân đang ở trạng thái giấc ngủ cái này sẽ xuất hiện với hình thức mộng cảnh cho nên loại biện pháp thứ hai chính là thông qua linh giới để đưa vào trước dùng thủ đoạn thần kỳ nào đó chế tạo gợi ý xuất phát từ nhu cầu của bản thân tiếp theo tự nhiên để cho tinh linh thể của mục tiêu ở lúc ngao du linh giới thu được lại mang trở về cứ như vậy mục tiêu có thể mơ thấy cảnh tượng mà người khác muốn hắn mơ mà bên ngoài lại không có một chút dấu vết nào đây là chuyện trước mắt mình không làm được cho dù là trạng thái linh thể có thể thoáng dẫn động một chút lực lượng phía trên sương mù xám cũng không được glenn hơi dừng một chút lại tăng thêm một suy đoán có khả năng bác sĩ alan bị người thông qua hạt giấy ám chỉ một khi tìm kiếm ra nó sẽ có mộng cảnh tương ứng cái này thật ra dễ xác nhận chỉ cần mình sử dụng thông linh thuật đối với bác sĩ alan hẳn có thể phát hiện dấu vết tương ứng Bất quá, dùng thông linh thuật đối với ông ta có phải là không quá thân thiện hay không? Hoặc là mượn tâm yểm ngọn nến chỗ Utraski thần phụ. Không đúng, nhận ra thân phận của mình là quỷ hút máu nọ, em Linh Quai đam mê con rối cuồng nhiệt, không phải Utraski thần phụ cơ bắp trắng chắc, giống như cự nhân. Lên thu hồi suy nghĩ, suy xét kế tiếp nên làm như thế nào? Hắn quyết định đợi bói toán trình độ nguy hiểm ở phía trên sương mù xám, nếu có thể xác nhận Vậy đêm nay sẽ lẻn vào nhà bác sĩ Alan, lợi dụng thủ đoạn mộng cảnh phù chú âm thầm quan sát, xem nơi phát ra mộng cảnh là trực tiếp dẫn đường, hay là gián tiếp giả tạo. Bất quá, lấy thực lực cùng tầng cấp của Glenn, muốn tìm thấy dấu vết của cái sau là tương đương khó khăn, chính anh cũng không có tin tưởng quá lớn. Cái này không phải nói, ngồi bên cạnh bác sĩ Alan cùng tiến hành minh tưởng, tinh linh thể có thể ngao du cùng linh giới với ông ta, cái này phải có đủ định vị mới có thể làm được căn cứ miêu tả của mật sách linh giới tồn tại là tương đương kỳ diệu nó hoàn toàn trùng điệp với thế giới hiện thực toàn bộ trùng điệp cho nên mỗi người bất cứ lúc nào cũng có thể thu được gợi ý từ linh giới nhưng linh giới không có phân cao thấp trái phải quá khứ tương lai cùng hiện tại đều có khả năng giao hội ở trong này giống như là vô số tri thức vô số tin tức vô số linh hồn hư ảo tụ tập áp suất mà thành hải dương cổ quái cùng khái niệm bình thường logic bình thường ở trong thế giới là hoàn toàn khác nhau Nguyên nhân là như thế, gợi ý thu được từ linh giới chỉ có thể là các loại tượng trưng mà không phải đáp án trực tiếp, nguyên nhân là như thế, tinh linh thể mỗi người sẽ ngao du ở một bộ phận nào đó của linh giới, không chỉ có cùng địa điểm, vị trí thời gian của bản thân có liên quan, còn liên quan chặt chẽ đến trạng thái thân thể. Tinh thần hiện tại không có biện pháp định vị đối ứng, muốn xác định cùng tìm được tinh linh thể của một người nào đó ở linh giới là không có khả năng thành công, chẳng sợ ngươi ngay ở bên cạnh đối phương, cũng bởi vì như thế tinh linh thể ngao du linh giới cũng có cực hạn là không dám xâm nhập quá mức nó một khi lạc lối không về lại được thân thể chủ nhân sẽ biến thành si ngốc nghiêm trọng hơn thì sẽ trở thành người thực vật mà muốn thân thể cũng tiến vào linh giới coi đây là ván cầu để hoàn thành truyền tống thì càng gian nan hơi không chú ý sẽ lạc đường vĩnh viễn không về lại được thế giới hiện thực cho đến hư thối tử vong hô lên thở hắt ra tạm thời mang vấn đề quản ra sau đầu Hắn lấy ra đồng hồ bỏ túi, xem thời gian, phát hiện mình đã suy nghĩ khá lâu, bữa sáng đều đã lạnh cả, mà phóng viên Michael đến giờ còn chưa có đến, cái này thuyết minh bị thác đại khái sẽ chậm lại một ngày. Không muốn lãng phí tinh thần, lên ăn xong thực vật còn lại, sau đó đi phía trên sương mù xám thử bói toán, kinh ngạc được gợi ý việc này không có một chút nguy hiểm nào. Làm xong tất cả cái này, thời gian hẹn trước cũng đã qua, anh không hề do dự, đổi giắt kép dày, mang mũ lưỡi trai, lấy ra cuốn vở, rời khỏi số 15 phố Minh. Kế hoạch ban đầu của anh là, nhân dịp đưa Michael Joseph đến khu đông phỏng vấn, tìm cơ hội cho lão cô lơ một ít ám chỉ, để cho ông ta không đề cập đến chuyện mình từng hứa hẹn giúp Ly tìm kiếm con gái. Về phần một nhà Ly, là từ lão cô lơ đi nhắc nhở. Mà hiện tại, Michael kéo công việc chậm lại một ngày, Clint cũng càng thêm thông dong, không hề lo lắng sẽ xuất hiện sai lầm cùng ngoài ý muốn kết hợp địa chỉ lão cô lơ đã đề cập qua lên căn cứ gợi ý thu được từ bói toán tiến vào chỗ sâu trong khu đông ở dưới từng ánh mắt hoặc cảnh giác hoặc đề phòng hoặc chết lặng hoặc tham lam nhìn chăm chú tìm được căn nhà ba tầng kia nơi này bày hai cái giường tầng trên đất còn trải một ít đệm giường cũ nát mỗi một khoảng trống đều chất đầy tạp vật lên trực tiếp nhìn về phía tầng dưới của cái giường tầng hô một tiếng lão cô lơ xoát một cái lão cô lơ xoay người ngồi dậy vui mừng đi ra cạnh cửa, ngài quả nhiên đã đến. ngày hôm qua sau khi gửi lá thư cho ngài, tôi đã đoán hôm nay ngài sẽ đến tìm tôi, cho nên tôi không đi bến tàu, vẫn chờ ở nhà. tốt, không cần mình suy nghĩ biên lời nói dối để giải thích nguyên nhân làm thế nào mình trực tiếp đến chỗ này tìm được ông. Glenn nhìn quanh một vòng, chuyển nói: lão cô lơ lấy thu vào của ông hiện tại, hoàn toàn có thể thuê gian phòng tốt hơn, đổi một nơi tốt hơn vì sao chỉ từ đệm dưới đất đổi thành giường tầng đại bộ phận tiền này là phải giúp ngài sưu tập tin tức lão cô lơ cười cười nói hơn nữa tôi đã không còn trẻ tôi phải để dành chút tiền cho sau này khi thân thể hoàn toàn suy nhược glenn im lặng hai giây rồi nói ông có thể suy xét mua chút bảo hiểm ví dụ như bảo hiểm người già neo đơn kia nó có thể cho ông sau khi chân chính già đi mỗi tuần lĩnh được một phần tiền ít nhất có thể lấp đầy bụng có thể ngủ ở trong phòng Thế giới này ngành bảo hiểm đã xuất hiện ở kỷ đệ tứ, trải qua đại đế Rousseau thúc đẩy, hiện tại đã tương đối phát triển, chủ yếu có các loại bảo hiểm liên quan đến vận tải đường biển, bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm thương tổn, lấy danh nghĩa khác xuất hiện bảo hiểm dưỡng lão vân vân, chỉnh thể càng tập trung ở phú ông cùng trung sản. Cái này tôi biết, thời điểm tôi còn là công nhân, mỗi tuần đều giao 3 penny phí bảo hiểm, nhưng sau đó không có thu vào. Lão Cô Lơ cảm thán nói. Vấn đề lớn nhất của ông ta hiện tại chính là thu vào không ổn định, không biết phí cung cấp thông tin đến từ ngài thám tử sẽ gián đoạn vào lúc nào. Lên cũng không thể hứa hẹn cái gì, chỉ chỉ bên ngoài nói. Chúng ta đi nhà Ly, mang cuốn vở trả lại cho cô gái kia. Ra phòng, Lên giống như tùy ý nói một câu. Thật sự là làm trò cười cho người khác, tôi hôm trước mới nói làm tình nguyện viên, hỗ trợ tìm Daisy, si. kết quả ngày hôm qua cô bé đã được cảnh sát đưa trở lại, về sau không cần đề cập đến chuyện này, tôi cũng không muốn làm trò cười cho người khác. Tốt. Lão cô lơ lập tức đáp ứng, tiếp theo mới nói, lòng tốt cùng thiện lương của ngài sẽ không có ai xem là trò cười. Xuyên qua từng con đường dơ bẩn, hai người tới nhà ly, Clint thấy cô gái vừa được giải cứu kia lại bắt đầu công việc ủi đồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng làm bỏng chính mình, thấy mỗi một món đồ nơi này đang nhỏ xuống từng giọt nước, không có gì khác so với trước đây, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Daisy, si. qua một hồi, anh mới mở miệng hô, tập vỡ của cháu đây. Daisy si mắt sáng lên, nhưng cũng không tiện đi qua, bận rộn một hồi mới đình chỉ công việc, đi ra cửa, không ngừng nói cảm ơn. Chờ ly cùng Freya cũng buông ra công việc, lại đây nói tiếng cảm ơn. lên mới lặp lại một lần lời nói vừa rồi đã nói với lão cô lơ. Sau khi được trả lời khẳng định, anh lấy ra hai bản tiền lẻ đã chuẩn bị từ sớm, đưa cho ly. Ngày mai sẽ có vị phóng viên đến phỏng vấn Daisy. Si. Đây là thù lao hắn ta đưa trước. Bất quá mọi người không cần đề cập đến ở trước mặt hắn ta, bằng không rất nhiều chuyện sẽ xử lý không tiện. Ha ha. Hắn ta ngày mai nói không chừng còn có thể cho thêm một ít, nhưng không nhiều như vậy. Cái này, không. Cháu nguyện ý tố giác kẻ xấu kia, không cần tiền. Daisy si lắc mạnh đầu nói. Glenn nở nụ cười rồi nói, đây là quy tắc, không thể phá hư quy tắc, hiểu chưa? hắn quay sang nhìn ly nói nhận lấy đi suy nghĩ của cô là đúng chỉ có daisy cùng feia biết được càng nhiều từ ngữ học được càng nhiều thứ các người mới có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại anh vốn chuẩn bị nói rất nhiều chuyện muốn đề nghị một nhà ly rời ra rìa khu đông dù sao khách hàng có khả năng giặt ủi cũng sẽ không ở tại khu đông nhưng cuối cùng cũng không đề cập tới cái gì cả anh vốn tính cho đối phương nhiều trợ giúp hơn nhưng vẫn khắc chế hành vi của bản thân gia đình giống như nhà liverpool này ở khu đông đâu chỉ mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn thậm chí cả trăm vạn cá nhân đơn thuần muốn trợ giúp bọn họ cho dù là ngân hàng lớn cũng kích không nổi bọc nước gì mà cái này chỉ là khu đông mặt trên còn có toàn bộ bắc lừng còn có vương quốc ruen cảm ơn thay tôi cảm ơn vị phóng viên kia ly lặng lẽ một hồi rồi nhận lấy số tiền kia lên không dừng lại nhiều vội vàng rời khỏi tựa như nơi này cất giấu một quỷ quái sẽ cắn nuốt tâm linh của hắn ta sau khi cùng với lão cô lơ đi ra bên ngoài anh quay đầu nhìn thoáng qua bỗng nhiên thở hắt ra nhỏ giọng nói cho tới giờ cũng không có chúa cứu thế nào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha